Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Hồng đạo quân lúc này xuất thủ trẻ đậy nhân quả, miễn cho hai người rơi vào thiên cảnh thiên địa đại đạo tính toán. Thái nhất đại đạo quân dò hỏi, phải chăng có đại đạo chủ nhân quả? hồng đạo quân lắc đầu nói, chưa có chỗ phát hiện. Thái nhất đại đạo quân dò xét bốn phía, nghi ngờ nói, lần này thiên địa đại đạo khôi phục, từng tòa phúc địa hiển hiện, trong này không có thiên cảnh đại đạo chủ bố cục. Ta không tin, hắn ẩn ẩn có chút bất an, đại đạo triều tịch xuất hiện nhiều như vậy khôi phục chi địa, mỗi một tòa khôi phục chi địa bố cục đều giống như có một vị đại đạo chủ giấu ở phía sau. Nếu là lời như vậy, như vậy đại đạo chủ số lượng cũng quá nhiều. Thiên cảnh, có khả năng có nhiều như vậy đại đạo chủ a. À. Mà lại, năm đó thiên cảnh đại đạo chủ thật đều chết hết sao? Trong lòng của hắn yên lặng nói. Hứa ứng dần dần xâm nhập thiên cảnh khư, bốn phía đạo địa càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng hung hiểm, những này đạo địa bên trong thiên địa đại đạo rối loạn nhưng càng mấu chốt chính là, những cái kia đã diệt tuyệt người thiên cảnh ở chỗ này lưu lại các loại cấm chế. Lúc trước đại đạo thủy chiều xuống, dẫn đến những cấm chế này không có uy lực, nhưng bây giờ đại đạo thủy chiều lên, những địa phương này liền trở nên cực kỳ hung hiểm. Đại đạo thủy chiều lên, không phải một sớm một chiều sự tình, loại này thủy chiều lên hiện tượng, cũng đã tồn tại rất lâu. Thái ất thiên tôn cùng hư hoàng đại đạo quân bọn hắn, cũng hẳn là phát hiện thủy chiều lên, cho nên lưu tại nơi này hứa ứng nhìn về phía bốn phía thầm nghĩ nói không chừng có thể gặp được bọn hắn đột nhiên hứa ứng phát giác được một tia dị thường ba động không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích tựa như là thái cực chi khí khí tức thiên cảnh thái cực đại đạo đang thức tỉnh hắn vội vàng lần theo cái kia tia chấn động mà đi thái cực chi khí với hắn mà nói rất là trọng yếu cấu thành hắn thái nhất đại đạo đại đạo liền có thái cực chi đạo hứa ứng đuổi tới nơi đó đã thấy phía trước thái cực đạo đã thành thục thái cực đại đạo đạo lực ngưng tụ hình thành thái cực đồ án, rộng lớn trăm dặm, mà thái cực chi khí chia làm âm dương, ngay tại đạo lực chung du động. Bảo vật này cùng ta có duyên, hứa ứng vui vẻ nói, ta cũng luyện thái cực đại đạo, thái cực động nguyên, nơi này rõ ràng là thiên cảnh chuyên môn chuẩn bị cho ta đạo địa. Hắn mới vừa tới đến thái cực đồ bên ngoài, bỗng nhiên một bóng người khác rơi vào hắn cách đó không xa, cảnh giác nhìn xem hắn. Người tuổi trẻ kia sau lưng có thần ma động nguyên, thần ma nhị khí lưu chuyển, khí tức cực kỳ cường hoành. Hứa ứng trong lòng máy động, chỉ nghe người tuổi trẻ kia nói, ta chính là thần ma đại đạo quân đệ tử Sư Ngọc Đình, nơi đây cùng ta có duyên, làm phiền nhường một chút. Hứa ứng trong lòng thất vọng, cười nói, Sư Huynh, nếu là người đạo địa, ta đương nhiên sẽ không cưỡng đoạt. Ta chỉ lấy lấy gần một nửa thái cực chi khí liền có thể. Sư Ngọc Đình mỉm cười nói, người muốn đoạt ta một nửa cơ duyên. Ngươi cho rằng ngươi là Trác đạo thuần, hứa ứng nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, nói, ngươi gặp Trác đạo thuần, trác đạo thuần đoạt cơ duyên của ngươi hắn dùng mấy chiêu đánh bại ngươi hắn là như thế nào đối kháng đạo lực tập kích vốn nên nên thuộc về ngươi pháp bảo phải chăng cũng bị hắn chiếm đi sư ngọc đình trong lòng tức giận hung giữ hướng hắn nhìn tới hứa ứng vội vàng nói sư huynh đừng hiểu lầm ta cùng trác đạo thuần một dạng cũng là thái nhất đại đạo quân đệ tử ta chỉ là muốn biết ta hẳn là mấy chiêu đánh bại ngươi mới có thể cùng hắn sánh vai cùng dù sao hắn mỉm cười, người là suy tính ta cùng hắn ở giữa tranh lệch, tốt nhất công cụ. Trong hắc ám, vài đôi ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú lên hứa ứng cùng sư Ngọc Đình. Không sai, hắn là từ địa tiên giới tới, chúng ta địa tiên giới người tới, đều là dạng này tức chết người không bồi thường mệnh. Trong hắc ám một thanh âm cười nói, chương 1304, Phúc Báo, đột nhiên, dấu ở trong hắc ám cái kia vài đôi ánh mắt biến mất, biến mất không còn tâm tích. Bọn hắn vừa mới biến mất, thần ma đại đạo quân thân ảnh dáng lâm cảnh giác nhìn bốn phía đột nhiên cười lạnh một tiếng tam giới dương nhiệt nhìn các người trốn hướng nơi nào thân hình hắn nhảy lên biến mất ở trong hắc ám sinh tử đại đạo quân theo sát mà tới ánh mắt phi tốc liếc nhìn một lần cũng thân hình bồng bềnh đứng lên truy tung mà đi ngay tại hắn khởi hành một sát na sư ngọc đình ngang nhiên xuất thủ vượt lên trước một bước hướng hứa ứng công tới hắn thi triển là thần ma đại đạo quân thần ma cực đạo phú bộ thần thông này thần ma hai đạo một thể vận chuyển như ý nhục thể của hắn như thần nguyên thần như ma hiện ra ba tấm gương mặt tám đầu cánh tay liêu khuyết hốt hoang giữ đạo cao tường thần ma cực đạo phú bên trong thần thông bộc phát sư ngọc đình khí thức rộng rãi liền phảng phất thống trị thần ma hai đạo cổ lão thần chỉ nắm trong tay thời gian bá đạo nhất bạo lực nhất lực lược thần ma đạo lực theo cánh tay của hắn mà múa hướng hứa ứng kéo đi hứa ứng thi triển ra toàn lực thể nội thái nhất vô cực hồng mông hỗn độn, luân hồi, cộng tôn võ đạo, trong khoảnh khắc võ cực chứng đạo bộc phát, trong chốc lát liền thêm ra vô số cái hư ảnh. Sư Ngọc Đình trong lòng nghiêm nghị, hắn cũng biết một chiêu này. Bất quá, chắc đạo thuần tu thành chính là thần thông cực ý, hứa ứng tu thành chính là võ đạo cực ý, cả hai cũng không giống nhau. Nhưng là sư Ngọc Đình phát giác được đến từ hứa ứng võ đạo thần thông bên trong lực lượng kinh khủng, dễ như trở bàn tay đồng dạng đón thần thông của mình đánh tới. Hắn không cần nghĩ ngợi, Phi Tốc nói chắc đạo thuần đánh bại ta chỉ dùng một chiêu, đồng thời đánh tan thần ma đạo lực, bắt thần ma nhị khí, chấn áp đạo địa bên trong thần ma bách chiến đồ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền gặp hứa ứng đột nhiên phân ra một phần lực lượng, chụp vào nơi đây thái cực chi khí. Cùng một thời gian, nơi đây thái cực đạo lực lập tức trở nên cuồng bạo, hướng hứa ứng dũng mãnh lao tới. Sư Ngọc Đình lập tức phát giác được hứa ứng công hướng mình lực lượng giảm mạnh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, hắn nếu là vận dụng toàn lực, chỉ sợ ta không tiếp nổi một chiêu, liền sẽ bị hắn đánh chết, nhưng là hắn hiện tại đem lực lượng chia ra làm ba, giảm mạnh thực lực của mình. Thần thông của hắn bị hứa ứng phá, lập tức biến chiêu. Đạm hồ nhược uyên, bất hệ chi chu, thần thông này thần ma hai đạo một cái như bích thủy vực sâu, sâu không lường được, một cái nếu không thắt chi chu, phiêu đáng tại bích thủy phía trên. Hai đạo giao hòa bộc phát, lực lượng gấp bội tăng lên. Nhưng mà hứa ứng hỗn độn hỗn thiên thủ phủ xuống, lập tức sư ngọc đình chỉ cảm thấy thần ma hai đạo hành quân lặng lẽ không thể động đậy trong khoảnh khắc liền bị vô số võ đạo thần thông bổ chúng ngã xuống bay đi cùng một thời gian hứa ứng cùng thái cực đạo lực va chạm bị chấn động đến khí huyết sôi trào liên tiếp lui về phía sau thần thông thương khung hứa ứng quanh thân võ đạo cực ý trong khoảnh khắc bố trí thành thần thông thương khung đem hạo thiên đế vô thượng thần thông oanh ra rốt cuộc chống đỡ thái cực đạo lực cùng một thời gian hắn nhất khí hóa tam thanh đem thái cực chi khí toàn bộ thu nhập chính mình trong động nguyên. Ầm ầm, mảnh này đạo địa kịch liệt chấn động, chỉ nghe một tiếng nổ vang, đất trời bốn phía câu diệt, địa thủy hỏa phong phun trào, hình thành cuồng bạo dòng lũ, một ngụm chuông lớn từ địa thủy hỏa phong trong dòng lũ từ từ bay lên. Nhưng thấy vậy chuông vừa ra, lập tức lắng lại địa thủy hỏa phong, để ý vạn khí, hóa âm dương, phân lưỡng nghi, hỗn nguyên nhất khí. Ngụm này thái cực trung hướng sư Ngọc Đình bay đi, treo ở sư Ngọc Đình sau đầu. Cùng lúc đó, hứa ứng thân hình nghiêng nghiêng bay lên năm ngón tay giang rộng ra chu tiên kiếm trận bộc phát quét về phía thái cực trung chiếc chuông lớn kia ken một tiếng chấn động đẩy ra chu tiên kiếm trận hứa ứng lại lần nữa thi triển ra thần thông thương khung khom người cúi đầu đương thời đệ nhất thần thông bộc phát ầm vang trùng kích đem chiếc chuông lớn kia đâm đến hướng một bên bay đi sư ngọc đình kịp phản ứng lập tức theo thái cực trung lui về phía sau tế luyện chuông này thầm nghĩ ta được đến trọng bảo như thế lọt mắt xanh có thể phản sát người này Hắn vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên phát hiện đỉnh đầu của mình nhiều hơn một cái khắc ngụm chuông lớn, màu xanh biếc, chiếm cứ đỉnh đầu của mình, để thái cực chung không cách nào tiếp cận chính mình. Sư Ngọc Đình ngây người, liền gặp hứa ứng đã bắt lấy thái cực chung mũi chuông, dốc sức chấn áp dị bảo này, nhưng này thái cực chung cực kỳ cương liệt bá đạo, trên dưới quay cuồng, liên tục chấn động, vỡ vụn bốn phía thiên địa cùng thời không, đánh cho phương viên mấy ngàn giảm chôn vùi. Rốt cục, hứa ứng hay là bằng vào trí tôn cảnh đỉnh phong tu vi, đem thái cực chung chấn trụ. Sư Ngọc Đình lo sợ bất an, nhìn xem hứa ứng tay nâng thái cực trung hướng mình đi tới. Ngươi nói là, chắc đạo thuần tại chỉ trong một chiêu chấn áp ngươi, bắt thần ma nhị khí, đối cứng thần ma đạo lực. Sau đó hắn lại dùng một chiêu, chấn áp thần ma bách chiến đồ. Hứa ứng hỏi, sư Ngọc Đình nhẹ nhàng gật đầu, hứa ứng mặt trầm như nước, trầm ngâm thật lâu. Sư Ngọc Đình thấp thỏm trong lòng, nói, hai người các ngươi thần thông đều không khác mấy, nhưng hắn thần thông uy lực mạnh hơn, khống chế đại đạo càng nhiều. Mà lại, hắn đối với các loại đại đạo lĩnh ngộ, hẳn là tại ngươi phía trên. Còn có, hắn vận dụng đạo pháp kết cấu, cùng ngươi khác biệt, hắn dùng lý văn, ngươi dùng có chút xem không hiểu. Hứa ứng phun ra một ngụm chọc khí, quay người rời đi, nói ta cùng hắn tranh lệch, hay là lớn như vậy sao? Ngụm này thái cực trung, trả lại ngươi. Hắn đột nhiên đem trong tay thái cực trung ném ra ngoài, sư Ngọc Đình ngẩn ngơ, vội vàng tiếp được thái cực trung, trong lòng cuồng nghỉ, ta thần ma nhị khí nếu là có thể lấy thái cực phương thức tu luyện tất nhiên có thể làm ít công to hắn trần chờ một chút hướng hứa ứng cao giọng nói còn có thái cực chi khí hứa ứng dừng bước quay đầu mắt lộ ra hung quang sư ngọc đình rụt rụt đầu thầm nói không cho liền không cho a à. hung ác như thế làm cái gì chuông lớn đuổi theo hứa ứng gặp hắn có chút không quan tâm thử dò xét nói ứng tử người hẳn là có tâm sự hứa ứng nghĩ nghĩ nói ta đột nhiên phát hiện, có một người tư chất ngộ tính cùng thiên phú, đều tại trên ta, thậm chí hắn khí vận cũng tại trên ta, để cho ta không khỏi sinh ra một loại ghen tị tâm tính, nhưng cùng lúc lại có một loại vui vẻ cùng chờ mong, rất cảm thấy áp lực. Hắn phân tích tâm tình của mình, cười nói chắc đạo thuần kinh đến ta nhưng cùng lúc lại khiến cho ta ý chí chiến đấu sụp sôi, để cho ta muốn siêu việt hắn. Chuông lớn cười nói, mình mông hỗn độn hải, đại thiên vũ trụ, luôn có người thiên phú dị bẩm, người hôm qua vượt qua thánh tôn, hôm nay vượt qua chắc đạo thuần, ngày sau đâu. Vẫn sẽ có người tại ngươi phía trên, không bằng dứt khoát nằm xuống. Lời tuy nói như thế nhưng chuông lớn so với ai khác đều dùng công, hơi một tí liền giấu ở hứa ứng trong động nguyên cố gắng tu hành, không chịu rớt lại phía sau một bước. Hứa ứng nói, chắc đạo thuần cứ việc lợi hại, nhưng ta cũng không phải là không có đuổi kịp hắn hy vọng. Ta nếu là nằm xuống, vậy liền thật không có đuổi kịp hắn hy vọng. Lần này thiên cảnh khư đại đạo thủy triều lên, với ta mà nói là một lần khó được đuổi kịp hắn cơ hội. Hắn tăng thêm tốc độ, tìm kiếm bốn phía phải chăng còn có mặt khác khôi phục đại đạo chi địa, giống như là tại đối với Trung gia nói, lại như là đang lầm bầm lầu bầu, tam giới bởi vì hồng nguyên không được đầy đủ, trời sinh đại đạo liền không hoàn chỉnh. Thẳng đến trước đó không lâu mới bị ta bổ xong, nhưng tam giới tích lũy bởi vậy yếu kém vạn phần, ta tại tam giới, dù là cảm thiên ngộ địa, đoạt được cũng là có hạn. Tại thiên cảnh khư, ta có thể thừa dịp nơi đây thiên địa đại đạo khôi phục cơ hội, đến thiên cảnh khư ức vạn năm tới tu sĩ trí tuệ. Lấy thiên cảnh khư trí tuệ, bổ tam giới chi không đủ, mới có thể cùng Bỉ Ngạn Cường giả đặt song song. Nơi đây không có ta cơ duyên, vậy liền cướp tới cơ duyên, không có ta khí vận, vậy liền đoạt đến khí vận. Trong hỗn độn hải vũ trụ chúng sinh, đơn giản tranh độ mà thôi. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn liền lại tìm được một chỗ đạo địa, ngũ hành chi khí tràn ngập. Hứa ứng giết vào trong đó, không quan tâm trực tiếp cướp đoạt ngũ hành chi khí, ở chỗ này ngũ hành đạo lực chưa kịp phản ứng trước đó, liền nghênh ngang rời đi. Tiểu ứng tử, nơi đây còn có ngũ hành trí bảo. Chuông lớn nhắc nhở, hứa ứng đã xa xa bỏ chạy, thản nhiên nói ta đã có trung gia kiếm ra, không cần những bảo vật khác. Hắn một đường tìm kiếm, chỉ cướp đoạt cao đẳng đại đạo đạo khí, tốc độ so những người khác nhanh hơn rất nhiều. Thường thường khổ chủ tìm được đạo địa lại chỉ phát hiện đạo khí không cánh mà bay, không từ còn lại hữu duyên pháp bảo chương 1305, có đôi khi, hứa ứng sẽ còn gặp được bốn vị đại đạo quân đệ tử khác, đương nhiên cũng là không quan tâm, thẳng giết tới tiến đến, cướp đoạt một nửa đạo khí lách mình liền đi. Trong lúc nhất thời, thái nhất đại đạo quân đệ tử tiếng xấu lan xa. trác đạo thuần cũng nghe đến tin tức này, nào nào chẳng lẽ là đang nói ta. Hắn lơ đánh, mục đích của hắn chỉ là vì đạt được càng nhiều đạo khí cùng pháp bảo, lớn mạnh thực lực bản thân. Thái nhất đạo khí, trong lòng hắn máy động, Bỗng nhiên cảm ứng được Thái Nhất Đại Đạo Khí tức, vội vàng tăng thêm tốc độ hướng nơi đó chạy đi, dù hắn luôn luôn tỉnh táo không gì sánh được, giờ phút này cũng kích động đến trái tim thình thịch nhảy loạn. Thiên cảnh thời đại Thái Nhất Đại Đạo khôi phục, trong đó Thái Nhất Đạo khí, tất nhiên có dấu vô cấu cấp bậc Thái Nhất Đại Đạo. Nếu là có thể đạt được khí này, đối với hắn đột phá, tu thành bất hủ, vô cùng hữu ích. Trác Đạo thuần gào thét mà tới, đi vào Thái Nhất Đại Đạo khí tức chỗ, trước mắt một đoàn hỗn nguyên chi khí, nguyên khí chưa phân thủy khí chưa hiện, huyền khí chưa thành, mình mang mình mông, giống như hỗn độn mà không phải hỗn độn, chất chứa vô hạn sinh cơ, nhưng lại không có vật gì. Trác đạo thuần cất bước hướng về phía trước, đột nhiên dừng bước. Hắn không có cảm giác được nơi đây thái nhất đạo khí đối với mình triệu hoán, cũng chưa từng cảm ứng được nơi đây thái nhất đại đạo đối với hắn triệu hoán. Trong lòng của hắn trầm xuống, ta không phải thái nhất đại đạo người hữu duyên. Trong lòng của hắn không cam lòng cất bước hướng về phía trước, đột nhiên thái nhất đại đạo đạo lực ngưng tụ, cuồn cuộn sóng ngầm, phàm là hắn dám động thủ cướp đoạt thái nhất đạo khí, liền sẽ lọt vào thái nhất đạo lực phản kích. Ta những ngày này, thu lấy trên dưới 100 đoàn các loại đạo khí, nhận lấy đại đạo pháp bảo không phải số ít, chỉ là một đoàn thái nhất đạo lực, không làm khó được ta. Trác đạo thuần mặc dù biết thái nhất đạo lực cực là cường đại, nhưng là không sợ chút nào, đang muốn tế lên chính mình đoạt tới đại đạo chí bảo, đột nhiên một thanh âm kinh ngạc nói Trác sư huynh, người cũng ở nơi đây. Trác đạo thuần nghe vậy, lập tức đem đại đạo chí bảo thần ma bách chiến đồ tế lên, soạt một tiếng, bảo đồ dọc tại không trung, cao 13 trượng, rộng hơn trượng, như là thác nước, trăm vị thần ma trong bức họa du tẩu, rất sống động, tản ra chân áp thiên địa chúng sinh uy năng. Hắn lúc này mới quay người, nhìn về phía dạo bước đi tới hứa ứng. Hắn đối với cái này tiện nghi sư đệ càng đề phòng, hai người tiến vào thiên cảnh khư mới bắt đầu từng có một trận quyết đấu, lần kia hứa ứng mọc ra chuông lớn nặng nề bảo kiếm sắc bén, thắng hắn một ván mà không có giết hắn, nhưng vẫn là để lại cho hắn bóng ma. Hắn không dám để cho lưng mình đối với hứa ứng, đưa lưng về phía những người khác, những người khác chưa chắc sẽ hướng hắn xuất thủ, đưa lưng về phía hứa ứng, hứa ứng tuyệt đối sẽ xuất thủ. Hứa sư đề cũng cảm ứng được thái nhất đại đạo khí tức. Trác đạo thuần thản nhiên nói, người cảm ứng xác thực nhạy cảm, thái nhất đại đạo khí tức vừa mới xuất hiện, người liền nghe lấy mùi mà đến, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Hứa ứng cười nói, chắc sư huynh cái mũi, sao ta nghĩa huynh hao thiên còn muốn linh mẫn mấy phần tiểu đệ bội phục trác đạo thuần nao nao hao thiên là ai hắn lơ đễnh nói người ta tiến vào thiên cảnh khư mới bắt đầu lúc từng có một trận đọ sức chọn ngày không bằng đụng ngày hôm nay lại đọ sức một trận như thế nào hắn hạ quyết tâm chính mình lần trước cùng hứa ứng giao phong cũng không vận dụng pháp bảo khi đó hắn cũng hoàn toàn chính xác không thể cùng chuông lớn cùng chu tiên tàn kiếm chống lại pháp bảo nhưng lúc này không giống ngày xưa chỉ cần hứa ứng dám gật đầu hắn liền một mạch tế ra trên dưới 100 kiện đại đạo trí bảo, không cần động thủ, ép cũng có thể đem hứa ứng ép tới ngoan ngoãn, cam bái hạ phong. Hứa ứng vui vẻ nói, ta cũng đang có ý này. Bất quá chắc sư huynh trước chờ tiểu đệ một lát, chắc đạo thuần nhẹ nhàng gật đầu, nói tốt, ta chờ ngươi. Hứa ứng đi vào bên cạnh hắn, khó nén vẻ kích động, hướng đoàn kia thái nhất đạo khí đi đến, cười nói cho ta trước thu đoàn này thái nhất đạo khí. Chắc đạo thuần nói, vật này có thái nhất đạo lực thủ hộ, cỗ này thái nhất đạo lực cực là cường hoành, người chiếc chuông kia tuyệt đối ngăn không được uy lực của nó. Hắn vừa mới nói đến đây, đã thấy hứa ứng không trở ngại chút nào đi vào đoàn kia thái nhất đạo khí bên cạnh, thái nhất đạo khí vậy mà hướng hứa ứng thể nội chảy tới. Trác đạo thuần trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin đứng ở nơi đó. Hứa ứng dương dương đắc ý, quay đầu cười nói, không nghĩ tới đi chắc sư huynh, cái này thái nhất đạo địa, là của ta cơ xuyên. Thái nhất đại đạo tải tác động lấy ta, kêu gọi ta đến đây, ta cũng là có khí vận ra thân người, ngươi làm sao lại có được người thiên cảnh khí vận? ngươi rõ ràng là người tam giới. Trác Đạo Thuần thể xác tinh thần đều chấn, đột nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói, hứa ứng, ngươi không phải người tam giới, ngươi cũng là ta người thiên cảnh. người ta là đồng tộc, hứa ứng lắc đầu bật cười, ta là căn chính miêu hồng người tam giới, ngươi không cần loạn đoán. Trác Đạo Thuần hay là khó có thể tin, không có khả năng. ngươi nếu không có người thiên cảnh làm sao có thể tại trong đại đạo triều tịch lại có thiên cảnh khí vận, đạt được thiên cảnh đại đạo cùng bảo vật. Hứa ứng đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, đưa tay một kiếm, đem còn lại gần một nửa thái nhất đạo khí dọc xuống, đưa tay đẩy, đoàn kia đạo khí bay đến trác đạo thuần trước mặt. Trác đạo thuần nao nao, không hiểu ý nghĩa, tặng cho ngươi, hứa ứng cười nói, ta không phải là các ngươi người thiên cảnh, đoạt các ngươi đạo khí, ta cũng nói lòng có thẹn, đưa ngươi một nửa, ta liền có thể yên tâm thoải mái trác đạo thuần rất không muốn nhận lấy đoàn này đạo khí để hắn tiếp tục đạo tâm có thẹn nhưng thái nhất đạo khí cực kỳ trọng yếu nếu không có khí này rất khó chiếm được chân chính truyền thừa trác đạo thuần giấy dụa một phen nhận lấy đoàn này thái nhất đạo khí nói người đem khí này đưa cho ta người đối với thái nhất đại đạo lĩnh ngộ liền sẽ có chỗ không trọn vẹn không sao hứa ứng mỉm cười đột nhiên quát đi ra thôi ta đại đạo trí bảo ầm ầm nơi đây thái nhất đạo lực xoay tròn khuấy động một thời không khác bỗng hiện một ngụm đỉnh ba chân chậm rãi hiển hiện càng ngày càng rõ ràng đỉnh này tròn trùng trục nội tàng vạn đạo chính là thiên cảnh thời đại đại đạo trí bảo thái nhất vạn đạo đỉnh bảo vật này vừa ra trác đạo thuần lập tức vô sự tự thông tự giác lĩnh ngộ mộ được một môn đại đạo trung cực áo nghĩa nói chúc mừng hứa sư đệ thiên cảnh đại đạo khôi phục nhanh như vậy nhất định có đại sự phát sinh người ta tranh chấp sẽ chỉ tiện nghi người khác cáo từ hắn không đợi hứa ứng nói chuyện lập tức quay người thu hồi thần ma bách chiến đồ Phi thân mà đi, biến mất ở trong hắc ám. Trong hắc ám, Sinh Tử Đại Đạo Quân ánh mắt chớp động, từ chỗ tối chậm rãi đi tới, thấp giọng nói, thấy rõ. Theo cướp đoạt đạo khí càng ngày càng nhiều, tiểu tử này trên người khí vận cũng càng ngày càng đậm, cuối cùng được đến Thái Nhất Đại Đạo cơ duyên. Không cần tiếp tục chờ xuống dưới, tiểu tử này thuộc về ta. Hắn đang muốn đem hứa ứng bắt giữ, đột nhiên trong hắc ám một cỗ khí tức khác đem hắn khóa chặt. Sinh Tử Đại Đạo Quân dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn lại chỉ gặp trong hắc ám, có cường đại đến có thể cùng hắn sánh vai đạo lực phun trào, loáng thoáng, có thể nhìn thấy một cái cao lớn dáng người. Hư Hoàng, sinh tử đại đạo quân thử dò xét nói, chương 1306, đại đạo quân quyết đấu. Cái kia cao lớn dáng người sừng sướng ở trong hắc ám, không nhúc nhích, nhưng mang cho sinh tử đại đạo quân cảm giác áp bách lại càng ngày càng mạnh. Sinh tử đại đạo quân hừ một tiếng, từ bỏ hứa hư ứng, hướng dáng người cao lớn kia đi đến, lạnh nhạt nói, hư hoàng, người tự xưng đại đạo quân, thế nhưng bất quá là tam giới lén qua tới một cái man di. Người dạng này man di, ta thấy cũng nhiều, hắn đi về phía trước, dáng người cao lớn kia vẫn đứng tại chỗ, nhưng mà hắn vô luận đi về phía trước ra bao xa, từ đầu đến cuối cách dáng người cao lớn không xa không gần, tựa hồ không có rút ngắn bất luận cái gì khoảng cách. Người cùng với những cái khác vũ trụ người nhập cư trái phép cũng không cái gì khác nhau. Các ngươi những dân đen này dùng ti tiện thủ đoạn, tiến vào bỉ ngạn, giống chuột một dạng sinh hoạt tại trong rãnh nước bẩn, tìm kiếm chúng ta ăn thừa canh thừa thịt nguội. Sinh tử đại đạo quân lơ đánh, tiếp tục một bên tiến lên, một bên đả kích hư hoàng đại đạo quân đạo tâm, các người tại quê hương mình lúc, cao cao tại thượng là người trên người, được xưng đạo tổ, tổ sư, nhưng mà đến bỉ ngạn, các người ngay cả ta bỉ ngạn một con chó cũng không bằng. Các người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, trốn đông trốn tây, không có tôn nghiêm, không có vinh quang, không có làm người tư cách. Đối diện hư hoàng đại đạo quân hay là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho sinh tử đại đạo quân nói như thế nào, cũng không thể dung chuyển đạo tâm của hắn mảy may. Hư hoàng, các ngươi đi vào bỉ ngạn 600, 0005, quê hương của ngươi người nghĩ đến đám các ngươi tại bỉ ngạn tất nhiên phong quang vô hạn, bọn hắn nhưng không có nghĩ đến, các ngươi thế mà qua 600. 0005 con kiến hôi sinh hoạt, sinh tử đại đạo quân cười nói, bọn hắn sẽ làm như thế nào đối đãi các ngươi, đối đãi các người những này bị bọn hắn gọi đạo tổ tổ sư nhân vật lời của hắn tựa hồ làm ra tác dụng phía trước hư hoàng đại đạo quân thân ảnh đột nhiên lắc lư một cái hắn cùng hư hoàng khoảng cách cũng trong lúc bất chợt kéo gần lại rất nhiều sinh tử đại đạo quân trong lòng vui mừng lại nhìn đi quả nhiên hư hoàng thân ảnh ánh vào tầm mắt của hắn sinh tử đạo huynh giờ khắc này người rất mừng rỡ người tự giác dùng ngôn ngữ dung chuyển đạo tâm của ta để cho ta đạo pháp thần thông xuất hiện sơ hở đối diện với của hắn Hư hoàng đại đạo quân là một cái sen vào trung niên cùng lão niên ở giữa nam tử, khí tức di cao di viễn, thản nhiên nói, nhưng mà ngươi mừng rỡ một sát na kia, mới là ngươi sơ hở xuất hiện thời khắc. Chỉ cần ngươi xuất thủ, liền thua không nghi ngờ, ngươi nhẫn nhịn lại, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Sinh tử đại đạo quân rốt cuộc thấy rõ hư hoàng khuôn mặt, vị này đại đạo quân thân cùng đạo tề chứng, sau đầu một lớn một nhỏ hai đạo vầng sáng, nội tàng vô lượng không gian, một cái là đại la thiên, một cái là động uyên, quang minh thấu triệt. Đại La Thiên bên trong, đạo thuộc tươi thắm, kết xuất các loại đạo quả, trong động uyên, đạo cảnh tráng lệ, chiếu rọi muôn sông nghìn núi. Sinh tử đại đạo quân ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy nơi đây rời xa những cái kia đại đạo khôi phục chi địa, thoáng yên tâm, nói, hư hoàng, tam giới sao mà đa tài, hiện hữu thông thiên đạo nhân, sao có hạo dập, hiện tại lại xuất hiện một cái ngươi. Đáng tiếc, người vô duyên trưởng thành đến thông thiên, hạo dập cấp độ hắn minh mông thâm thúy pháp lực liền tự động lại thời không một chỉ điểm tới bao phủ hư hoàng quá khứ tương lai tất cả động tác để nó không cách nào tránh né suy một chỉ này điểm chúng hư hoàng hư hoàng tự thân đại đạo liền bắt đầu suy sụp tàn lụi đạo thụ khô héo đạo quả khô quát. sinh tử đại đạo quân không hổ là nắm giữ đại thiên vũ trụ sinh tử hai đạo tồn tại một chỉ này vận dụng đại đạo thần thông bất kỳ cái gì trí tôn đều không thể ngăn cản trực tiếp đạo diệt bỏ mình cho dù là giống nhau cảnh giới bất hủ đối mặt hắn sinh tử thần thông, cũng chỉ có nuốt hận hạ tràng. Hư hoàng chúng hắn một chỉ này, rất nhanh đạo thụ liền đã khô cạn, đạo quả giống như là bị phơi khô đồng dạng, mất đi hết thảy sinh cơ. Mà hư hoàng cũng tự bạch tóc bạc trắng, trở nên lão hủ không chịu nổi, lúc nào cũng có thể tử vong. Hắn động nguyên cũng không còn ngăn nắp, đạo lực phi tốc trôi qua, từng tòa tiên sơn khó khăn, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, đạo thủy thanh hôi biến thành nước động. Cùng là bất hủ cảnh tranh lệch to lớn, có thể là người bực này man di không cách nào tưởng tượng. Sinh tử đại đạo quân thu tay lại, thản nhiên nói, sâu kiến chính là sâu kiến, vĩnh viễn không coi là gì. Bị người phát hiện thời điểm, thường thường chính là bị một cước giẫm chết thời điểm. Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên chỉ gặp trong hắc ám lại có bóng người lắc lư, một cái khác hư hoàng đi tới, cười nói, đạo hiếu, sinh tử đại đạo quân bóc lột đại thiên vũ trụ, pháp lực cỡ nào hùng hồn, đạo hạnh cỡ nào cao minh, há lại người có khả năng địch nổi bây giờ bị thua thiệt a à. sinh tử đại đạo quân nao nao nhìn về phía cái này hư hoàng chỉ gặp một thân một thân áo tím sau đầu tử khí mở mịt hình thành một tòa động nguyên một tòa đại la thiên động nguyên cùng đại la hỗ trợ lẫn nhau vị này hư hoàng cùng vừa mới hư hoàng giống nhau như đúc xen vào trung niên lão niên ở giữa cũng là bất hủ cảnh tồn tại chỉ là quần áo cùng đại đạo có chỗ khác nhau vị này áo tím hư hoàng xuất hiện hồng mông tử khí áp chế vừa rồi vị kia áo xám hư hoàng tự thân đại đạo biến chất hiện tượng đúng là một vị tu luyện hồng mông đại đạo bất hủ. Bỗng nhiên, lại có một tôn hư hoàng tử trong bóng tối đi ra, cười nói: "Sinh tử đồng quy, đại đạo minh mông, phàm là thế gian sinh mệnh, đều có sinh lão bệnh tử, phàm là thế gian đại đạo, cũng có bắt đầu kết thúc. Coi như chúng ta chỗ sống nhờ thương thiên đại địa, lại làm sao không có tàn lụi suy vong một ngày." Sinh tử đại đạo chi diệu, liền diệu tại đồng quy. Sinh tử đại đạo quân nhìn lại, chỉ gặp vị này hư hoàng quần áo nửa trắng nửa đen sau lưng cũng có động nguyên cùng la thiên, trong đó đạo quả, tiên sơn cùng tiên thiên chi khí, cũng là sinh tử hai đạo. Cái này đen trắng hư hoàng đến đây, áo xám hư hoàng đạo thụ lập tức lại phát ra sinh cơ bừng bừng, đạo quả cũng từ khôi phục, động nguyên cũng khôi phục thần thái. Ba cái hư hoàng, chẳng lẽ là đạo thân, hư hoàng nhưng cũng cao minh, thế mà dùng chỉ là 600. 0005, liền đem ba loại đại đạo tu luyện tới bất hủ trình độ. Sinh tử đại đạo quân trong lòng thầm khen, chỉ là điểm ấy đạo hạnh, cách hắn vị này đại đạo quân còn kém rất xa. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, chỉ gặp trong hắc ám bóng người nhốn nháo, lại có từng tôn hư hoàng tử trong bóng tối đi ra, đều là bất hủ cảnh tu vi, cũng đều luyện thành la thiên cùng động uyên. Trong lòng hắn máy động, nhân quả đại đạo, không gian đại đạo, thời gian đại đạo, sinh mệnh đại đạo, âm dương đại đạo, thái cực đại đạo, thái thượng đại đạo, sinh tử đại đạo quân lấy lại bình tĩnh, những này hư hoàng tu luyện khác biệt đại đạo, vậy mà đều tăng lên tới bất hủ cảnh ngũ linh thất minh hư hoàng gặp qua sinh tử đại đạo quân đông minh hư hoàng gặp qua sinh tử đại đạo quân tây hoa hư hoàng gặp qua sinh tử đại đạo quân bắc huyền hư hoàng nam chu hư hoàng thái thượng hư hoàng hoàng cảnh hư hoàng thượng nguyên hư hoàng huyền lão hư hoàng gặp qua sinh tử đại đạo quân sinh tử đại đạo quân khóe mắt nhảy loạn đột nhiên cười ha ha thanh âm hùng hậu đến cực điểm cất cao giọng nói hư hoàng hoàn toàn chính xác có chút bản sự thế mà đem những đại đạo này, đều là chứng đạo bất hủ. Người đạo thân lợi hại như vậy các hạ chân thân chẳng lẽ liền không dám hiện thân A. Hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trước mặt hắn không gian run rẩy dữ dội, hư hoàng đại đạo quân từ trong hắc ám từ từ ngồi dậy, vừa mới cái kia từng tôn hư hoàng riêng phần mình ngồi xuống tại sau đầu của hắn, cộng tôn một chủ. Tôn này hư hoàng, mới là hư hoàng chân thân, sinh tử đại đạo quân rung động trong lòng không hiểu, hư hoàng đại đạo quân tu chỉ các loại đại đạo, khác biệt đại đạo chứng đạo bất hủ, thiên tư thiên phú độ cao, thế chỗ hán hiếu. Cũng chính bởi vì những đại đạo này chứng đạo bất hủ, dẫn đến hư hoàng đại đạo quân Tu Vi trở nên không gì sánh được hùng hậu, đuổi sát bỉ ngạn bốn vị đại đạo quân. Hư hoàng, người thật sự là không tầm thường, chương 1307, sinh tử đại đạo quân nhịn không được tán thưởng, nói, người đến từ tam giới bực này man di chi địa, đại đạo không được đầy đủ, đạo pháp rất lại phía sau, thậm chí còn bị ta bỉ ngạn diệt tuyệt một lần, người vậy mà có thể đi đến hiện tại một bước này cơ hồ đăng đỉnh bất hủ cảnh thật sự là khả kính khảo ý hắn lời nói xoay chuyển thản nhiên nói chỉ bất quá người cuối cùng còn không phải đại đạo quân xa không phải đối thủ của ta hư hoàng đại đạo quân mỉm cười nói ta biết cho nên ta mượn điểm lực lượng sinh tử đại đạo quân ngơ ngẩn mượn điểm lực lượng hư hoàng đại đạo quân cười nói không tệ ta mượn điểm thiên cảnh khư khôi phục thiên địa đại đạo lực lượng hắn vừa dứt lời liền thấy chung quanh trăm triệu giảm thiên cảnh trong phế tích, từng tòa đại đạo chi địa như là điểm điểm tinh tinh chi hỏa, dần dần khôi phục. Đó là hư hoàng đại đạo quân lấy đạo lực tự thân, dẫn động thiên địa đạo lực, sau đó mượn từ thiên địa đạo lực, lớn mạnh chính mình lực lượng. Các hạ thu hoạch đại thiên vũ trụ, mấy chục ức năm đến, không biết bao nhiêu tài tuấn tu luyện người truyền lại sinh tử đạo Pháp, sinh tử động uyên. Bằng vào ta cái này 600, năm tu hành, khẳng định không cách nào cùng ngươi đánh đồng. Hư Hoàng tự thân khí tức càng ngày càng mạnh, cùng cái này phương viên trăm triệu giảm thiên cảnh đạo địa tương liên, tu vi của hắn cùng đạo hạnh đạt được đạo địa gia trì cường đại vô biên. Sinh tử đạo huynh, người vừa rồi chỉ ta một chút, như vậy cũng xin ngươi chỉ giáo. Hắn chỉ điểm một chút đến, đầu ngón tay chậm chạp chỉ lực nội luyện, nhưng nương theo lấy một chỉ này dị động, trăm triệu giảm đạo địa thiên địa đại đạo sôi trào, đại đạo hào quang ngàn đầu vạn đạo, cùng hắn đầu ngón tay tương dung. Sinh tử đại đạo quân sắc mặt ngưng trọng sau lưng sinh tử động nguyên bên trong kết nối với đại thiên vũ trụ vô số tu luyện sinh tử đại đạo tu sĩ. Giờ khắc này, vì ứng đối hư hoàng một chỉ này, hắn không thể không đem những tu sĩ này tu vi thu hoạch một bộ phận. Ngay một khắc này, bị ngạn hạ hạt đại thiên thế giới, tất cả tu luyện sinh tử hai đạo tu sĩ, đều cảm giác được tu vi của mình đột nhiên không hiểu rớt xuống một đoạn. Sinh tử đại đạo quân điều vận thần thông, cùng nổi lên trong ngón trỏ chỉ, thôi động đạo pháp sinh tử đồng quy, nghênh tiếp hư hoàng đại đạo quân một chỉ này hai người đều là vận dụng toàn lực, điều động hết thảy có khả năng điều động lực lượng, chỉ lực trên không trung va chạm. Bốn phía, trăm triệu giảm thiên cảnh khư đột nhiên từng tòa đạo địa quang mang ảm đạm xuống, đại đạo hào quang cũng nhao nhao đứt gãy, hư hoàng đại đạo quân kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, đỉnh đầu thất diệu bảo quan nổ tung, tóc tai bù xù. Phía sau hắn cái kia mười mấy tôn hư hoàng đạo thân cũng là riêng phần mình khí thức huệ hoài, đại đạo bị hao tổn. Không hổ là đại đạo quân, lĩnh giáo, Hư hoàng đại đạo quân lập tức phi thân lui lại, biến mất ở trong hắc ám. Sinh tử đại đạo quân đứng tại chỗ, làm bộ muốn đuổi, nhưng lập tức phun máu phè phè, vội vàng ngồi xếp bằng, trị liệu thương thế. Hư hoàng mượn thiên địa chi đạo lực, cùng hắn đối bính một cái, để hắn cũng bị trọng thương. Ngắn ngủi 600, 000 năm, đã trưởng thành đến một bước này, tam giới man di, giữ lại không được. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hư hoàng trốn đi thật xa, đột nhiên khí thức suy bại xuống tới, Vội vàng phấn chấn tinh thần, tìm được Ngọc Hư đạo tổ, nói: "Ta cùng sinh tử đại đạo quân liều mạng một chiêu, bị thương nhẹ, cần đạo hữu làm hộ pháp cho ta." Ngọc Hư đạo tổ nói: "Bây giờ hứa ứng như thế nào?" Hư Hoàng nói: "Hẳn là có một vị khác đạo hữu trông coi." Ngọc Hư đạo tổ thoáng yên tâm, "Ta đã có chung gia cùng kiếm ra, không cần những bảo vật khác, câu nói này thật là ta nói." Nhưng cái này không trách ta, nó là chính mình đưa tới cửa, ta chỉ là phạm vào tất cả tu sĩ đều sẽ phạm sai lầm. Trung gia, ta không phải không cần ngươi, không phải ghét bỏ ngươi, ta đối với ngươi mới là thật lòng. Chúng ta là hảo huynh đệ, nó chính là cái uy lực mạnh mẽ ngốc hàng. Kiếm gia, ngươi khuyên nhủ Trung gia, ta không có trần trừ nha, càng không phải là thủy tính dương hoa. Kiếm gia không nên ngậm máu phun người, ta đối với các ngươi thực tình nhật nguyệt chứng giám, ta chẳng qua là cảm thấy thái nhất vạn đạo đỉnh đều có chỗ bất phàm chỗ. Hứa ứng tế lên thái nhất vạn đạo đỉnh, chỉ cảm thấy đỉnh này uy lực vô tận, trong đỉnh vạn đạo lưu chuyển đạo pháp quả thực biến hóa đa đoan biến hóa khó lường trong lòng không khỏi vui vẻ hắn đạt được đỉnh này lặp đi lặp lại tế luyện tìm kiếm vạn đạo đỉnh ảo diệu cái này vạn đạo đỉnh một khi tế lên liền có thể vạn đạo hộ thể còn có thể đánh giết cường địch lại có thể móc ngược xuống tới diễn hóa một phương thế giới còn có thể đem địch nhân thu nhập trong đỉnh tiến hành luyện hóa càng kỳ diệu hơn chính là đỉnh này giải thích thái nhất đại đạo vận chuyển chi diệu hứa ứng nguyên bản chính là tu luyện thái nhất lập nghiệp, đạt được bảo vật này về sau, càng là như cá gặp nước, tế luyện vận chuyển đều như ý. Chuông lớn cùng Chu Tiên Kiếm nhìn ở trong mắt, ghen ghét dữ dội, cũng may cái này đưa tới cửa tiểu tiện hóa mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng không có linh tính, không bằng bọn hắn. Hứa ứng đến bảo vật này, đi siêu tập các loại đạo khí, càng là thuận buồm xuôi gió, người chưa đến, chỉ cần tế lên thái nhất vạn đạo đỉnh, đỉnh tròn liền bay vào đạo địa, chiếm một nửa đạo khí liền đi có đỉnh này tương trợ, hứa ứng hiệu suất tăng nhiều, thu hoạch đạo khí cũng càng ngày càng nhiều, thời gian dần qua siêu việt 200 số lượng. Ở trong đó, có chút đại đạo là hứa ứng chưa từng tu luyện qua, không có công pháp tương ứng, chỉ có thể tạm thời chứa đựng tại trong động nguyên. Hắn không có giống nhau động nguyên, những này đạo khí tạm thời không cách nào luyện hóa. Vì sao ta sẽ có được thiên cảnh khư khí vận? Hứa ứng tế lên thái nhất vạn đạo đỉnh, lấy đi một đoàn thái tố đạo khí, đột nhiên ngơ ngẩn, thầm nghĩ, ta thiên cảnh khư khí vận đến cùng từ đâu mà đến. Sẽ không phải lại là một cái câu cá thủ đoạn A. Thái tố đạo khí so thái nhất đạo khí không kém chút nào, hiển nhiên thái tố đại đạo là cùng thái nhất đại đạo cân bằng đại đạo. Hứa ứng nhận lấy thái tố đạo khí, trong lòng có chút bất an, đúng lúc này, chỉ nghe trong hắc ám truyền tới một thanh âm nói, hứa đạo hiếu, ngươi trong động huyên giống như cất giấu ta một cái bạn cũ, không biết có thể hay không để cho ta nhìn một chút. Hứa ứng nghe vậy, nào nào, theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một vị lão đạo trưởng mạo như đồng tử, tả hữu môi cùng cái cầm tất cả dài một đạo sợi dâu, đầu đội từ kim quan, người khoác áo choàng, hướng hắn đi tới. Hứa ứng nhìn hắn hình thái, không phải dị nhân, nghi ngờ nói, đạo trưởng, xin thứ cho tại hạ mắt phụng về, xin hỏi ngươi là. Hắn so sánh chính mình từng gặp từng cái đạo tổ thiên địa nguyên thần, cũng không có bộ dáng cùng trước mắt lão đạo sĩ này tướng mạo giống như, trong lòng buồn bực. Lão đạo trưởng kia cười nói, biệt tiên giới ngũ trang quan, là của ta đạo quán, nhân sâm quả thụ là ta địa tiên giới thiên địa linh căn. Ta lấy nhân sâm quả thụ là đạo thụ, luyện thành đạo quả. Bởi vì ta cổ xưa nhất, cho nên địa tiên giới đạo hữu đều gọi ta là địa tiên tri tổ. chương 1308, làm chính mình đạo chủ. Địa tiên tri tổ, hứa ứng vừa mừng vừa sợ, vội vàng chào, cười nói, đạo huynh đại danh, ta nổi tiếng lâu vậy. Ta còn từng cùng thanh phong minh nguyệt đề cập qua lão tổ. Ngũ trang quan bên trong, ta cũng nhận được qua đạo huynh nhân sâm quả thụ chỗ tốt. Cảm kích khôn cùng, cảm kích khôn cùng, địa tiên chi tổ cười nói, nhân sâm quả thụ chính là địa tiên giới đại đạo chi thụ, ta bất quá được trời sủng ái, đem luyện thành đạo thụ của ta mà thôi. Thanh phong minh nguyệt được chứ, hứa ứng nhớ tới hai người cái chết, sắc mặt ảm đạm. Địa tiên chi tổ thấy thế, liền biết nguyên do, trầm mặc một lát, nói tạo hóa trêu ngươi. Bọn hắn có lẽ đã hóa thành hình thái sinh mệnh khác, sinh tồn ở trong tam giới. Hứa Đạo Hữu, trên người ngươi có dấu ta bạn cũ, làm phiền mời đi ra gặp nhau." Hứa ứng lập tức tỉnh ngộ, nói, người nói bạn cũ là ta Võ Đạo Động Uyên bên trong nhân sâm quả thụ." Hắn Võ Đạo Động Uyên bên trong có một gốc nhân sâm quả thụ. Hắn năm đó bị tiên đế Mạnh Sơn Minh Phế bỏ đằng sau, mượn võ đạo trùng tu, hấp thu hai viên nhân sâm đạo quả tăng lên tu vi võ đạo, không ngờ hai viên đạo quả hóa đi đằng sau, Võ Đạo Động Uyên bên trong liền nhiều hơn dạng này một gốc nhân sâm quả thụ. Cây này một mực sinh trưởng ở trong võ đạo động uyên, theo thời gian chuyển rời mà từ từ lớn lên. Bây giờ cây này xanh um tươi tốt, tán cây che đẩy võ đạo động uyên san sát tiên sơn, hào quang từng cái từng cái, thụy khí vạn đạo. Bất quá hứa ứng đi là tân đạo hệ thống, không tu hành cựu đạo, cũng không biết cây đạo thụ này có làm được cái gì. Mà lại, hắn giết tiên đế mạnh sơn minh về sau, cướp đoạt địa tiên giới nhân sâm quả thụ, bây giờ cây ăn quả này giao cho tiên đế hứa tĩnh trưởng quản, hứa ứng lúc này tế lên võ đạo động nguyên cái này động nguyên vô biên vô giới bao phủ bốn phía thời không hứa ứng cùng địa tiên tri tổ đi vào nhân sâm quả thụ dưới địa tiên tri tổ dò xét gốc này địa tiên giới đạo thụ bùi ngùi mãi thôi sau một lúc lâu nói lão đạo hiếu đã lâu không gặp người cũng đã quả chín cuống rơi có khác tân sinh hắn hướng hứa ứng nói hứa đạo hiếu nhân sâm quả thụ chính là địa tiên giới thiên địa linh căn vật này hiếm thấy chất chứa địa tiên giới thiên địa đại đạo là địa tiên giới chi đạo quả Ta từng nhận được ân huệ của nó, thu hoạch không ít. Bây giờ đã ngươi trong động nguyên mọc ra mới nhân sâm quả thụ, cho thấy cây này chọn ngươi thành đạo chủ. Cơ duyên của ngươi, hơn xa tại ta." Hắn gặp hứa ứng có chút không hiểu, cười nói, "Nhân sâm quả thụ là địa tiên giới đạo thụ, ta lấy nó là đạo thụ, cố nhiên có được lớn lao pháp lực cùng tu vi, nhưng ta nếu là rời đi địa tiên giới, nhân sâm quả thụ ta liền dẫn không đi. Bởi vì, nhân sâm quả thụ cũng không thuộc về ta. Nhưng ngươi cây ăn quả này, thuộc về ngươi." nó là một gốc chân chính vũ trụ cấp đạo thụ. Hứa ứng nghe được trong lòng thình thịch đập loạn, vũ trụ cấp đạo thụ. Địa tiên tri tổ nói, nghe đồn vũ trụ hồng nguyên tại hình thành mới bắt đầu, có hỗn độn linh căn cùng hồng nguyên làm bạn tương sinh, chúng ta tam giới vũ trụ hồng nguyên sen lẫn linh căn, hơn phân nửa chính là nhân sâm quả thụ. Bất quá, không biết nguyên nhân gì, gốc này hỗn độn linh căn rơi vào địa tiên giới, trở thành địa tiên giới linh căn, không có cơ hội trưởng thành. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên biết nguyên do, nói, nhân sâm quả thụ không thể trưởng thành nguyên nhân, hơn phân nửa là tại ức năm trước đó, nguyên giới vũ trụ đại đạo chủ tìm được tam giới hồng nguyên, cưỡng ép khai thiên, dẫn đến nhân sâm quả thụ trưởng thành bị ngăn trở. Địa tiên tri tổ cũng không biết trong đó duyên cớ, vội vàng hỏi thăm. Hứa ứng thế là đem bọn hắn thông qua uyên hải, tìm được nguyên giới đại đạo chủ hài cốt sự tình nói một lần, địa tiên tri tổ nghẹn họng nhìn chân chối. Qua thật lâu, địa tiên tri tổ nói, chúng ta cũng không biết tam giới biên thủy, còn đang ngủ say khủng bố như thế một nhóm tồn tại tiền sử. May mắn có các ngươi, nếu không tam giới chỉ sợ liền bị diệt tuyệt. Bọn hắn bị vây ở thiên cảnh khư, tình cảnh có chút xấu hổ, bị ngạn đem bọn hắn xem như giặc cỏ, thỉnh thoảng phái người đến đây tiêu diệt, mà bọn hắn lại tìm không được về tam giới con đường, chỉ có thể lưu tại thiên cảnh khư khai quật nơi đây bí mật. Địa tiên tri tổ nói, nhân sâm quả thụ kết xuất đạo quả, đạo quả tại ngươi trong động nguyên trưởng thành mới cây ăn quả, cây này chính là ngươi đạo thụ đạo thụ này có thể giúp ngươi thống ngự ngươi tu luyện tất cả đại đạo, đồng thời để cho ngươi những đại đạo này lại lên một tầng nữa, kết thành đạo quả. Hứa ứng cười nói, đạo huynh, ta đã không tu đạo thụ, không tu đạo quả. Đạo thụ đạo quả con đường này, chúng ta xưng là cựu đạo, bây giờ chúng ta tu luyện động uyên, xưng là tân đạo. Bất tài chính là tân đạo đạo tổ. Địa tiên tri tổ nghiêm nghị nói, hứa đạo hữu lại có này tài học, khiến cho người khâm phục. Hắn lời nói xoay chuyển, cười nói tân đạo cựu đạo, Đều có thiên về, sao không kiêm tu Hứa ứng kinh ngạc nói Dạng này cũng có thể Địa tiên tri tổ nói Năm đó chúng ta những này đi vào bỉ ngạn người Đi đường đều là đạo thụ đạo quả con đường này Nhưng đã đến bỉ ngạn đằng sau chúng ta mới phát hiện Chúng ta hệ thống tu hành là bực nào cấp thấp Khi đó Chúng ta đều có chuyển tu bỉ ngạn đạo Pháp suy nghĩ Nhưng hư hoàng đại đạo quân nói Đã ở núi khác có thể công ngọc Tu luyện tới đại đạo đẳng thân Tu luyện tới đại đạo tri chủ Tân đạo cựu đạo còn trọng yếu như vậy a?" À. Hứa Ứng ngơ ngẩn, trải qua địa tiên tri tổ nhắc nhở, hắn đột nhiên nghĩ đến, tu luyện tới bất hủ cảnh, chính là đạt tới đại đạo đẳng thân thành tựu. Nếu như tại đại đạo cơ sở cơ cấu bên trên, không kém hơn bỉ ngạn, như vậy tu luyện cựu đạo bất hủ, chưa hẳn liền so bỉ ngạn bất hủ kém. Đây là bởi vì, song phương đều là thân giữ đạo đồng, đại đạo đẳng thân, chỉ có đại đạo cơ sở cơ cấu có khác nhau. Mà tới được đại đạo chủ cảnh giới này, chính là đại đạo chi chủ làm thịt thậm chí ngay cả đại đạo cơ sở cơ cấu đều không cần. Bởi vì đại đạo chủ cảnh giới này đã làm được đại đạo vô cấu, hỗn nguyên nhất thể. Nói cách khác, vô luận cựu đạo hay là tân đạo, hoặc là bỉ ngạn, thiên cảnh lý văn, tu luyện tới đại đạo chủ cảnh giới này, mọi người trên cơ bản đều không khác mấy. Địa tiên tri tổ một lời nói, liền phảng phất là hứa ứng mở ra một cái thiên địa mới, để trước mắt hắn sáng lên. Hứa đạo hiếu, huống chi ngươi không cần quay đầu trùng tu tân đạo, người đạo thụ đã thành, sắp nở hoa kết trái. Địa tiên tri tổ cười nói, người đại khái có thể lấy động nguyên vì người hồng nguyên, lấy nhân sâm quả thụ là vũ trụ đạo thụ, ở trong cơ thể mình khác diễn hồng nguyên, lại thích càn khôn, lý vạn khí, thuận vạn đạo tự thành đạo chủ. Hứa ứng suy nghĩ xuất thần, lẩm bẩm nói, khác diễn hồng nguyên, lại thích càn khôn. Lý vạn khí, thuận vạn đạo, tự thành đạo chủ. Phó đạo dù sao cũng là một loại hậu thiên đại đạo, hoàn toàn là đại đạo vô cấu trạng thái, nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể dùng võ đạo tại trong cơ thể của mình diễn hóa đại đạo chủ cảnh giới đương nhiên loại cảnh giới này chỉ là giả cảnh giới là một loại mô phỏng chỉ có thể điều khiển trong cơ thể mình các loại đại đạo đối với ngoại giới đại đạo còn không cách nào làm đến nhất thống nhưng là nhất thống thể nội đại đạo trở thành các loại đại đạo chúa tể rất hiển nhiên so đại đạo đẳng thân càng hơn một bậc huống chi hứa ứng lần này còn góp nhặt rất nhiều đại đạo chi khí những này đạo khí rất nhiều là hắn chưa bao giờ bước chân qua đại đạo khó mà luyện hóa. Hắn nguyên bản định thu thập những này đạo khí, sau đó tìm kiếm bỉ ngạn công pháp tương ứng, tiến hành giải mã, luyện thành tương ứng động nguyên, lại đến luyện hóa đạo khí. Bất quá cái này hiển nhiên là một trận gian khổ công trình, cần hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới có thể hoàn thành. Thậm chí khả năng chưa hẳn có thể hoàn thành, nhưng là nếu như dựa vào nhân sâm quả thụ, nhất thống đạo khí, lại mượn võ đạo động nguyên đạt tới đại đạo vô cấu trạng thái, hắn liền có thể vượt qua những quá trình này, luyện hóa những này đạo khí, đạt được đạo khí đối ứng đại đạo ảo diệu. Đạo huynh, ta còn có một chuyện không hiểu, ta khí vận. Hứa ứng tỉnh táo lại, đang muốn hỏi thăm địa tiên tri tổ liên quan tới khí vận sự tình, nhưng không thấy địa tiên tri tổ tung thích. Nghĩ đến tại hắn ngẩn người trong khoảng thời gian này, địa tiên tri tổ đã lặng yên rời đi. Hứa ứng thở dài, trừ thiên cảnh khí vận bên ngoài, hắn còn dự định hỏi thăm địa tiên tri tổ thiên cảnh khí vận phía sau, phải chăng có cái gì thiên cảnh đại nhân vật tại chủ đạo đây hết thảy? Hắn luôn cảm thấy lần này các loại đạo địa cùng cơ duyên dày đặc xuất hiện, phía sau nhất định chẳng phải đơn giản. chương 1309, còn có, hắn còn muốn hỏi thăm Địa Tiên Tri Tổ, Thông Thiên Đạo Nhân Hạ Lạc. Chu Tiên Tàn Kiếm là Thông Thiên Đạo Nhân Bội Kiếm, nhưng mà đi vào bỉ ngạn về sau, Chu Tiên Tàn Kiếm một mực chưa từng cảm ứng được Thông Thiên Đạo Nhân khí tức, để hắn không khỏi lo lắng vị đạo nhân này an nguy. Đáng tiếc, Địa Tiên Tri Tổ đi quá nhanh, bất quá, Địa Tiên Tri Tổ đến, để hứa ứng thấy được một đầu con đường hoàn toàn mới, một đầu siêu phàm con đường. Trác đạo thuần, ta nhất định có thể đuổi kịp ngươi, thậm chí siêu việt ngươi. Hứa ứng một bên tìm kiếm đạo mới địa, một bên sửa chữa chính mình võ cực chứng đạo kinh. Hắn bởi vì luyện thành tam khí, tu thành cửu huyền quy nhất, võ cực chứng đạo kinh bị hắn cắt giảm đến thực giản trạng thái, một môn công pháp, có thể tùy tiện điều động tất cả động nguyên, gia trì võ đạo. Hiện nay lại thêm nhân sâm quả thụ, bất quá là nguyên khí vận hành nhiều một cái đường đi mà thôi đồng dạng cũng là cực kỳ ngắn gọn hứa ứng thêm chút sửa chữa thẳng thôi động võ cực chứng đạo kinh nhưng gặp san sát trong động nguyên đạo đạo tiên thiên đạo khí ùn ùn kéo đến từ nhân sâm quả thụ dễ cây trung lưu nhập tại trong thân cây hội tụ trong cành lá phát ra nhân sâm quả thụ nguyên bản bị hắn lung tung trồng ở đây một mực không có đạt được hắn tầm bổ chỉ là dựa vào cây đạo thụ này chính mình hấp thu võ đạo động nguyên bên trong linh khí cùng đạo lực mới sinh trưởng đến bây giờ trình độ giờ phút này hứa ứng đem cây đạo thụ này đặt vào chính mình trong tu hành nhân sâm quả thụ lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trường trổ nhánh nảy mầm càng thêm khỏe mạnh tán cây phạm vi bao phủ cũng càng lúc càng rộng càng làm hứa ứng kinh ngạc chính là nhân sâm quả thụ sợi dễ dần dần từ trong võ đạo động nguyên dọc theo người ra ngoài xuất hiện tại thái nhất vô cực hồng mông hỗn độn luân hồi các loại tòa động nguyên bên trong cây ăn quả này đạt được hắn thoải mái thậm chí sợi dễ mò về hứa ứng thu lấy tòa kia hồng nguyên bất quá này hồng nguyên có hỗn độn liên thủ hộ gốc này hỗn độn liên lập tức vung vẩy lá sen liên rút đái đả đem nhân sâm quả thụ sợi dễ đuổi ra ngoài hứa ứng giận tím mặt tốt tặc liên ăn mặc chi phí đều là ta còn khi dễ đạo thụ của ta hỗn độn liên hoa hấp thu hỗn độn chi khí không có để ý hắn tiếp tục đem không có khả năng hấp thu hỗn độn đại đạo ném cho hứa ứng hứa ứng rộng lượng không tính toán với nó nói liên ra lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nhân sâm quả thụ bắt đầu hấp thu những cái kia hứa ứng không cách nào luyện hóa đạo khí sợi dễ đâm vào đạo khí bên trong lập tức các loại đại đạo diệu lý ùn ùn kéo đến hứa ứng thôi động võ cực chứng đạo kinh sau đầu cái này đến cái khác động nguyên phi tốc hình thành lớn mạnh tiếp lấy biến mất cùng hắn võ đạo động nguyên tương dung vì sao dung nhập vào võ đạo động nguyên hứa ứng vừa mới nghĩ đến nơi đây lập tức hiểu được võ đạo vô cấu lại có nhân sâm quả thụ nhất thống các đạo bây giờ hắn tương đương với chính mình võ đạo động nguyên bên trong đại đạo chủ. Đối với đại đạo chủ tới nói, các loại đại đạo đều là vô cấu trạng thái, bởi vậy mặt khác đại đạo động nguyên cũng có thể dung nhập vào võ đạo động nguyên bên trong. Ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian, hứa ứng cũng đã nhất thống chính mình chỗ siêu tập các loại đạo khí, luyện thành một tòa lại một tòa động nguyên, dung nhập vào võ đạo động nguyên bên trong. Đây là một đầu nghịch phản tiên thiên con đường, lấy võ đạo đến chứng tiên thiên, tu đạo chủ, thành tựu vô thượng đạo quả. Lúc trước, Hứa ứng hướng Minh Hy đế tử nói khoác qua chính mình nghịch phản tiên tiên, nhưng lần đó chỉ là hắn khoác lác. Bây giờ, hắn thổi qua châu, ngay tại dưới tay của hắn dần dần biến thành sự thật. Nhân sâm quả thụ nở đầy các loại đạo hoa, trọn vẹn 268 đóa mỗi một đóa đạo hoa, mang ý nghĩa hứa ứng tu chỉ một loại đại đạo. Hứa ứng xông vào một tòa đạo địa bên trong, tế lên thái nhất vạn đạo đỉnh, đem đoàn kia đạo khí thu một nửa, nơi đây đạo lực hóa thành mãnh liệt thần thông hướng hắn vào tới, hứa ứng đưa tay liền cản, thi triển ra hỗn độn hỗn thiên thủ, cùng cái kia đạo lực pha chạm, tràn trề có tiếng. Hứa ứng thân thể hơi rung nhẹ, võ cực chứng đạo kinh vận chuyển, liền đem cái kia kinh khủng đạo lực phân tán ra đến, không có nguy hiểm cho tự thân. Hắn nhanh chân đi ra đạo địa, đem thu lấy đạo khí giao cho nhân sâm quả thụ hấp thu, hướng mặt khác đạo địa đi đến. Phía sau hắn, lại có một tòa động nguyên mới hình thành, lớn mạnh, dung nhập vào võ đạo động nguyên bên trong, tốc độ tu luyện nhanh chóng, khiến cho người líu lưỡi. Mặc kệ lần này đại đạo triều tịch là tốt là xấu, phải chăng có người âm thầm bố trí, ta một mực ăn mồi câu, liền không mắc câu. Hứa ưng ánh mắt chấp động, thầm nghĩ, ta đem tất cả mồi đều ăn một nửa, mắc câu chuyện này, liền giao cho những người khác a. À. Đột nhiên, phía trước bóng người chấp động, hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức đuổi về phía trước, nhãn tình sáng lên, quát, sư Ngọc Đình, dừng lại. Không dừng lại đánh chết ngươi, ngươi nhận được bảo vật gì, móc ra để cho ta nhìn xem loại này đạo khí ta không có chia cho ta phân nửa ta không phải lấy không chỗ tốt của ngươi ta có mặt khác đạo khí cùng ngươi trao đổi nam cung hạo đừng nghĩ đi để cho ta nhìn xem ngươi cũng thu cái gì đạo khí hứa ứng một đường bắt chẹt thêm trao đổi siêu tập đến đạo khí chủng loại càng ngày càng nhiều nhân sâm quả thụ bên trên đạo hoa bắt đầu nở rộ nở rộ kết xuất màu xanh đạo quả hứa ứng chỉ cảm thấy pháp lực của mình càng ngày càng mạnh các loại đạo pháp vận dụng tùy tâm sử dụng Ngọc Hư đạo tổ nhìn xem vòng trở lại địa tiên tri tổ, vội vàng nói, đạo huynh không phải trong bóng tối bảo hộ hứa ưng a Làm sao sớm liền trở lại rồi? Địa tiên tri tổ nói, cho người con cá không bằng dạy người câu cá, ta đem ta có thể dạy hắn tốt nhất pháp môn, đã báo cho hắn. Sinh tử đại đạo quân lại bị hư hoàng gây thương tích, mặt khác đại đạo quân rất ít đối với hắn có ý tưởng. Cho nên ta trở về một chuyến, Ngọc Hư đạo tổ nói, đây chính là ta côn luôn cảnh dòng độc đinh, năm đó ta bạc đãi hắn tiên tổ, cũng không thể để hắn có việc địa tiên tri tổ cười nói lúc trước hai lần phi thăng thiên cảnh khư chính là hắn a trước bị phật tổ đưa trở về sau bị hư hoàng đưa trở về tiểu tử này ngược lại là kiên nhẫn hai lần đều có thể chuẩn xác phi thăng tới thiên cảnh khư hắn ngừng một chút nói hắn hai lần phi thăng cũng bởi vậy có thiên cảnh khí vận tương đương với thiên cảnh tiên nhân lần này đại đạo triều kịch hắn cũng có cơ duyên của mình chỉ tiếc hắn không phải chân chính người thiên cảnh lấy được cơ duyên không nhiều. Ngọc hư đạo tổ vội vàng nói, như thế nào mới có thể cho hắn đưa một chút cơ duyên. Địa tiên tri tổ cười nói, hắn cướp đủ nhiều, sau cái kia chắc đạo thuần còn nhiều hơn một chút, không cần cho hắn đưa. Đang nói, hư hoàng đại đạo quân thanh âm chuyển đến, có chút khí tức suy yếu, nói, hai vị đạo hữu các người phát giác được không. Địa tiên tri tổ cùng ngọc hư đạo tổ vội vàng tinh tế cảm ứng, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Cỗ khí tức này, ngọc hư đạo tổ lẩm bẩm nói, không khỏi quá sâu sắc sâu xa, người nào cường đại như thế? Hư Hoàng Đại Đạo Quân lo lắng nói, "Thiên cảnh đại đạo chủ, kỳ nhân đại đạo bắt đầu khôi phục." Chương 1310, Hạo Thiên Đế Chuyện cũ. Chẳng lẽ đại đạo chủ còn sống? Ngọc Hư đạo tổ bọn người tinh tế cảm ứng cỗ khí tức kia, sắc mặt biến hóa. Thiên cảnh hư đại đạo chủ khí tức thực sự hùng hậu thâm thúy, viễn siêu bọn hắn những này bất hủ. Đường chân trời chỗ, hào quang như là thủy triều, dọc theo hắc ám phun trào, để hắc ám thấp nhất hiện ra một đường ánh sáng cầu vồng. Nơi đó, ẩn ẩn truyền đến như rồng như châu tiếng giống, hẳn là đại đạo khôi phục, xuyên vào sơn xuyên giang hà phát ra tự nhiên mà vậy tiếng vang. Hư hoàng đi ra hắc ám, nơi xa vào tới đại đạo hào quang chiếu sáng khuôn mặt của hắn, lắc đầu nói, theo lý mà nói, thiên cảnh khư đại đạo chủ tuyệt không có khả năng còn sống. Bị ngạn người sẽ không cho người thiên cảnh bất luận cái gì lật bàn cơ hội, nhưng là... Hắn dừng một chút, nói, đại đạo chủ cảnh giới này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nói không chừng chúng ta tại thiên cảnh hư gặp phải mỹ ảnh, chính là vị này đại đạo chủ hiển thánh, chỉ điểm chúng ta. Ngọc hư đạo tổ cùng địa tiên tri tổ nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bọn hắn ở trong thiên cảnh hư hoàn toàn chính xác gặp một chút chuyện không thể tưởng tượng nổi, thường xuyên có thể nhìn thấy trong hắc ám có mỹ ảnh chấp động, đuổi về phía trước, lại thường thường biến mất. Những này mỹ ảnh, phảng phất tồn tại ở thời không chỗ sâu, thường thường dẫn đạo bọn hắn, trợ giúp bọn hắn phát hiện thiên cảnh hư công pháp truyền thừa bảo tàng hư hoàng đại đạo quân đưa đến tam giới hỗn nguyên động nguyên tịch kiếp kinh chính là bọn hắn truy tung mị ảnh mà lấy được công pháp thiên cảnh hư đại đạo chủ đại đạo khôi phục bốn vị đại đạo quân cũng bị kinh động hướng thiên cảnh hư chỗ sâu nhìn tới thiên cảnh đại đạo chủ không có khả năng còn sống người thiên cảnh đã sớm bị chúng ta giết sạch chỉ có bỉ ngạn còn có chút người thiên cảnh nhưng cố khí tức này hẳn là chỉ có còn sống đại đạo chủ mới có được khủng bố như thế khí tức a chẳng lẽ đại đạo chủ có thể phục sinh? Bọn hắn kinh nghi bất định, năm đó đổ sát người thiên cảnh là dựa theo diệt tộc tuyệt chủng quy cách tới, thiên cảnh cũng bởi vậy biến thành thiên cảnh hư căn bản không có khả năng có người có thể tại cấp độ kia đổ sát sống sót xuống tới. Đại đạo chủ chính là đại đạo chi chúa tể đại đạo chi quân chủ, nhưng đại đạo triều tịch để thiên địa đại đạo lực lượng càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng bất luận cái gì đại đạo đều không tồn tại đạo lực, cho dù là đại đạo chủ cũng biến thành rất là suy yếu. Bởi vậy khi đó bị ngạn mới có thể đối với thiên cảnh thống hạ sát thủ, đem người thiên cảnh diệt tuyệt. Nhất là những cái kia truyền thụ cho hắn bọn họ cao thâm công pháp và truyền thừa người thiên cảnh, càng là bọn hắn muốn tiêu diệt đối tượng. Thái nhất đại đạo quân ánh mắt rơi vào trong hắc ám chi chít khắp nơi đạo địa bên trên, thấp giọng nói, những này đại đạo khôi phục chi địa là bọn hắn sớm bố trí xong hết thảy, chờ đợi hữu duyên. Chỉ có đạt được những cơ duyên này người mới có tư cách đạt được truyền thừa của bọn hắn. Mà cái này ta đã vì bọn họ chuẩn bị xong người hữu duyên. Hắn lộ ra dáng tươi cười, thiên cảnh đại đạo chủ đáng là gì? Chết chính là chết rồi, hắn khi còn sống cùng sau khi chết hết thảy cố gắng đều là vì chúng ta làm áo cưới. Sinh tử, thần ma cùng âm dương ba vị đại đạo quân cũng là cảm xúc bành trướng, thiên cảnh đại đạo chủ truyền thừa rốt cuộc phải có kết quả. Đại đạo chủ coi như có thể khởi tử hoàn sinh, cũng là đạo tổn hại trạng thái, không phải là đối thủ của chúng ta. Lần này đạt được nó truyền thừa, lại đem bọn hắn triệt để diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Đại đạo chủ khôi phục khí thức cũng đem chắc đạo thuần, vệ dịch bọn người kinh động, đám người gần như đồng thời cảm ứng được chính mình cơ duyên lớn lao dáng lâm, gọi về chính mình tiến về đại đạo chủ khí thức chỗ ở. Nơi đó, mọi loại đạo lực từ bốn phương tám hướng sát mặt đất vào tới, hướng trên không chảy tới, trong lúc mơ hồ phảng phất hình thành một cái do đại đạo tạo thành thân thể. Đám người lập tức lên đường, hướng đạo lực lưu động chi địa tiến đến sinh tử đại đạo quân cũng đang đuổi hướng đại đạo chủ khí tức chỗ ở, trên đường đã thấy hứa ứng tiến vào một tòa phúc địa, đang định cướp đoạt nơi đó đạo khí. Sinh tử đại đạo quân trần chờ một chút, tiểu tử này tại sao không có tiến về đại đạo chủ khôi phục chi địa? Hắn đối với đại đạo chủ công pháp không chú ý sao? Hứa ứng cướp đoạt nơi này thái sơ đạo khí đằng sau, lập tức chạy về phía chỗ tiếp theo. Sinh tử đại đạo quân nao nao, tiểu tử này, quả thật đối với đại đạo chủ khôi phục không có bất kỳ ý nghĩ gì. Hay là nói, hắn không có đạt được đại đạo chủ kêu gọi. Dù sao, hắn không phải người thiên cảnh, hắn không có tiếp tục đuổi đi lên, thẳng chạy tới đại đạo chủ khôi phục địa phương. Hứa ứng vừa mới đuổi tới chỗ tiếp theo đại đạo khôi phục địa, còn chưa tới kịp thu lấy nơi đây đạo khí, bỗng nhiên chỉ gặp mảnh này đạo địa bên trong đạo lực đạo khí, như thủy triều trôi qua, rất nhanh biến mất không còn tâm tích. Đây là có chuyện gì? Hứa ứng kinh nghi bất định, lập tức chạy tới chỗ tiếp theo đạo địa, chỗ kia đạo địa bên trong đạo lực đạo khí cũng từ phi tốc trôi qua, hướng về đại đạo chủ khôi phục chạy tới. Hứa ứng dừng lại, không có chạy tới mặt khác đạo địa, mà là ngưng mắt hướng đại đạo chủ khôi phục nhìn qua đi. Nơi đó, mọi loại đạo khí đạo lực, tụ đến, từ đuôi đến đầu lưu động, quy mô càng ngày càng tráng quan. Xa xa, hắn liền có thể nhìn thấy một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh ngồi xếp bằng ngồi tại trong quang mang, lưu động đạo khí đạo lực, tạo thành hắn vô cùng to lớn thân thể. Hứa ứng hướng bốn phía nhìn lại, nhưng gặp trong hắc ám từng tòa chi chít khắp nơi đạo địa lần lượt dập tắt chỉ có trôi mất năng lượng chỉ có thân ảnh này càng ngày càng cường đại hắn rất sớm đã cảm ứng được một cái thần bí triệu hoán phảng phất trong đầu có một cái ý thức tại nói cho hắn biết nhất định phải tiến về nơi đó thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn đại đạo cũng giống là nhận được thần bí triệu hoán đôn đốc tiến về nơi đó thậm chí đại đạo triệu hoán bắt đầu ảnh hưởng đầu óc của hắn tư duy cũng may hứa ứng trải qua địa tiên tri tổ chỉ điểm dùng nhân sâm quả thụ đến trói buộc chính mình tu thành các loại đại đạo, hắn tương đương với chính mình nửa cái đạo chủ, những đại đạo này đối với hắn ảnh hưởng có hạn. Nhưng nếu như là chắc đạo thuần, vệ dịch bọn người, chỉ sợ căn bản ngăn cản không nổi liền sẽ luân hãm, bị tự thân đại đạo khống chế. Đột nhiên, hứa ứng sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ, chúng ta phát hiện những này đạo địa, đạo khí cùng pháp bảo, đến cùng là đến từ khác biệt đại đạo chủ, hay là đến từ cùng một cái đại đạo chủ. Dập tắt đạo địa số lượng càng ngày càng nhiều, những này đạo địa đại đạo đạo lực hướng chảy cùng một nơi. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, trải rộng thiên cảnh khư nghìn vạn đạo địa, đều là xuất từ cùng một vị đại đạo chủ chi thủ. Hứa ứng đứng đang dần dần hắc ám hoang nguyên phía trên, trong lòng rung động thật sâu. Hắn phát hiện đạo địa có hơn 300 tòa, đại đạo chủng loại cũng nhiều đạt hơn 300 loại, trong đó thậm chí có thái nhất, hồng mông, thái tố, thái sơ bực này chữ thái bối đại đạo, có thể nói bao hàm toàn diện. Những người khác, khẳng định cũng phát hiện tính ra hàng trăm đại đạo đạo địa. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn thiên cảnh khư đạo địa một góc của băng sơn, chín châu mất sợi lông. Nếu như những này đạo địa bên trong đạo khí, pháp bảo, đều là vị này đại đạo chủ an bài nói, như vậy vị này đại đạo chủ đến cùng tinh thông bao nhiêu loại đại đạo. Hắn là bao nhiêu đại đạo chúa tể, tồn tại cường đại như thế, lại còn là đánh không lại đại đạo triều tịch, lưu lạc làm phàm nhân, bị bỉ ngạn man di giết chết. Hứa ứng trong lòng sinh ra không gì sánh được cảm giác hoang đường, đại đạo chủ cũng không phải chân chính siêu thoát, tại đại đạo triều tịch trước mặt, cơ hồ không có sức chống cự. Đúng lúc này, đột nhiên loại kia đến từ đại đạo kêu gọi càng rõ ràng mãnh liệt, phảng phất có từng tôn trong đại đạo đản sinh tiên thiên thần chỉ, hô hoán tên hứa ứng, để hắn tiến đến cùng mọi người tụ hợp. Hứa ứng trần chờ một chút, thấp giọng nói ta chỉ ăn mồi, không có cắn câu. Nếu là nghe theo cái này triệu hoán tiến đến, chính là cắn câu chương 1311, đúng lúc này, một cái giọng ôn hòa truyền đến, người chính là hứa ứng. Hứa ứng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một bộ thân thể cao lớn dị nhân nam tử hướng mình đi tới, sau đầu động nguyên không gì sánh được sáng tỏ, đến mức bộ mặt của hắn từ đầu đến cuối lâm vào trong bóng tối, thấy không rõ bộ dáng. Bất quá, hắn động nguyên hứa ứng lại rõ ràng không gì sánh được, là thái nhất động nguyên. Hứa ứng trong lòng máy động, không người bái nói, đệ tử hứa ứng, bái kiến sư tôn. Cái kia cao lớn dị nhân mặc dù thấy không rõ diện mục, nhưng cử chỉ thoải mái, khí chất siêu nhiên, nói ta nghe nói ngươi tại bỉ ngạn sự tích đằng sau, biết ngươi là tài năng có thể đào tạo, thế là động thu ngươi làm đồ đệ tâm tư. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là cơ linh, nhìn ra ta có ý nghĩ này. Hứa ứng không dám giấu giếm, nói là chắc sư huynh chỉ điểm, nói sư tôn có thu ta làm đệ tử dự định. Cái kia cao lớn dị nhân chính là thái nhất đại đạo quân, không biết sao đi vào hứa ứng nơi này, không nói thêm gì nữa, mà là nhìn chằm chằm hứa ứng. Hứa ứng không người mà đứng, cũng không động đậy. Hạo dập năm đó đi ra ta thái nhất động uyên, đi vào bỉ ngạn, bái ta làm thầy lúc, cũng là như ngươi như vậy hỉ nộ không lộ. Thái nhất đại đạo quân thở dài, nói, về sau, hắn phản ta. Là ta đại nghĩa diệt thân, để hắn không có thể sống lấy rời đi bỉ ngạn. Hứa ứng nói, hạo dập một thân phản cốt, nhưng đệ tử khác biệt, đệ tử đối với sư môn trung thành không gì sánh được. Thái nhất đại đạo quân tiếp tục nhìn chăm chú lên hắn, nói, người đến từ tam giới. Hứa ứng xưng là, thái nhất đại đạo quân nói, tại thiên cảnh khư hoành hành giặc cỏ, hư hoàng, thái thanh bọn người, cũng là đến từ tam giới. Hứa ứng gật đầu, thái nhất đại đạo quân nói, từng tại ta bị ngạn chế tạo từng tràng sát kiếp thông thiên đạo nhân, cũng là đến từ tam giới. Hứa ứng ra đầu có chút cứng rắn, nhẹ gật đầu. Thái nhất đại đạo quân thở dài, nói các ngươi tam giới người tới, một cái là sát nhân cuồng, một cái là trời sinh phản cốt, còn có mấy cái là loạn đảng. Hứa ứng, ngươi cũng là đến từ tam giới, để vi sư như thế nào tin ngươi. Hứa ứng nói, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Đệ tử trung thành duy nhật nguyệt chứng giám, chỉ cần ở chung lâu, sư tôn tự nhiên có thể gặp đến đệ tử lòng son dạ sắt. Thái nhất đại đạo quân trầm mặc một lát, cười nói ta không có trông cậy vào ngươi trung thành. Ta chỉ là muốn lại vun trồng ra một cái hạo dập đại đạo quân mà thôi hứa ứng không hiểu ý nghĩa thái nhất đại đạo quân hướng đại đạo chủ khôi phục đi tới nói đi theo ta đi ta dẫn người đi mở mang kiến thức một chút đại đạo chủ truyền thừa hứa ứng đành phải đuổi theo hắn thầm nghĩ trong lòng không ổn hắn không muốn dựa vào gần đại đạo chủ khôi phục địa nguyên nhân chủ yếu chính là hắn gặp nhiều đủ loại thu hoạch trò siếc lần này đại đạo chủ khôi phục rất có thể chính là một trận thu hoạch quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ huống chi hứa ứng còn không phải quân tử đệ tử của ta bên trong xuất sắc nhất chính là hạo dập thái nhất đại đạo quân nói hắn là ta đã thấy thiên tư thiên phú cao nhất người còn cao hơn ta hắn mặc dù xuất thân thấp hèn chỉ là xuất từ một cái tàn khuyết không đầy đủ tiểu vũ trụ sở học sở mộ đạo pháp cũng thấp không chịu nổi nhưng ta phát hiện hắn dị thường thông minh hắn bái nhập môn hạ của ta đằng sau chỉ dùng mấy vạn năm liền nhảy lên trở thành môn hạ đệ tử của ta bên trong người thứ nhất trong lúc bất chợt ta phát hiện ta đã không có đồ vật có thể dạy hắn hứa ứng lẳng lặng nghe, không có chen vào nói. Hắn đối với hạo thiên đế tại bỉ ngạn kinh lịch, đồng dạng cũng vô cùng hiếu kỳ. Thái nhất đại đạo quân nói, thậm chí có đôi khi, hắn tại hướng ta thỉnh giáo lúc, hỏi ra vấn đề là ta chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề. Vẹn vẹn những vấn đề này, liền đủ để mang cho ta mở mang rất nhiều. Ta biết, tu vi của hắn hay là kém xa ta, nhưng hắn đạo hạnh đã nhanh siêu việt ta. Ta cũng tương tự cần dạng này một vị đệ tử, tại trên đạo hạnh tiếp tục đột phá cho nên ta thả hắn xuống núi bốn chỗ du lịch bái phỏng từng vị chân vương đạo quân cùng đại đạo quân hướng bọn hắn cầu học các vị chân vương đạo quân cùng đại đạo quân đối với người trẻ tuổi này rất là mừng rỡ cho là hắn tài học thế tất có thể đem bỉ ngạn đạo pháp tăng lên tới một cái độ cao mới bọn hắn cũng cần hạo dập một người trẻ tuổi như vậy giúp mình khám phá cảnh giới trước mắt chướng ngại đoạn thời gian kia là ta suốt đời vinh dự nhất thời gian hắn có rất nhiều cảm khái dù là hạo thiên đế cuối cùng phản bội hắn đã thương đánh bại tất cả chân vương đạo quân cùng đại đạo quân phản bội bỉ ngạn hắn vẫn như cũ lấy chính mình có thể vun trồng ra dạng này một vị siêu việt đệ tử của mình mà kiêu ngạo kỳ thật hạo dập lúc đầu không hẳn phải chết ta đánh với hắn một trận suy tàn đằng sau đã làm mừng rỡ lại có chút lo lắng ta nhìn ra hắn tâm tư thái nhất đại đạo quân nói tim của hắn không tại bỉ ngạn hắn muốn trở về cái kia nhỏ yếu tàn khuyết không đầy đủ tam giới đem mình tại bỉ ngạn sở học sở mộ dạy cho tam giới đám người đây là tối kỵ ta khuyên bảo qua hắn tuyệt đối không thể lấy động loại ý nghĩ này ta đối với hắn nói ngươi lưu tại bỉ ngạn bỉ ngạn không sẽ hỏi ngươi chủng tộc không sẽ hỏi xuất thân của ngươi chỉ cần ngươi có tài hoa chúng ta liền đem ngươi coi thành người một nhà chúng ta có thể cho ngươi ở trong đại thiên vũ trụ truyền đạo cùng chúng ta một dạng thu hoạch chúng sinh chúng ta có thể cho ngươi cùng chúng ta một dạng cao cao tại thượng quyền lực địa vị danh vọng nữ tử ngươi một dạng không thiếu một dạng không ít Hứa ứng nghe đến đó, hỏi, hạo dập trả lời thế nào ngươi? Hắn nói, ta là nhân tộc đế. Thái nhất đại đạo quân trầm mặc một lát, nói, năm đó, bởi vì yêu tộc ức hiếp nhân tộc, hắn mới đứng ra phản kháng yêu tộc. Mọi người tôn hắn là đế. Làm đế, học được bỉ ngạn đạo pháp, trở lại cố thổ truyền thụ cho mọi người, là thuộc bổn phận tiến hành. Hứa ứng, ngươi có thể hiểu được loại này giống như kẻ ngu tư duy sao. Hắn lắc đầu nói, đây chẳng qua là một bầy kiến hôi, làm sâu kiến đế để sâu kiến lớn mạnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn rõ ràng cùng những sâu kiến kia, không phải cùng một cái giống loài. Hắn đã là thánh tộc, hứa ưng cúi đầu nói, ta cũng không có thể hiểu được. Thái nhất đại đạo quân liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi có thể hiểu được, ngươi cùng hắn là một loại người. Ngươi thậm chí so với hắn còn muốn kiêu ngạo, hứa ứng không người nói, đệ tử sợ hãi. Thật sự là hắn sợ hãi, không biết thái nhất đại đạo quân lời nói này đến cùng là dụng ý gì. Nếu như câu trả lời của mình để Thái Nhất Đại Đạo Quân không hài lòng, chỉ sợ liền sẽ đã chết không gì sánh được lưu loát. Thái Nhất Đại Đạo Quân nhìn về phía trước càng ngày càng gần Đại Đạo Chủ khôi phục địa, nhưng gặp Đại Đạo Hào Quang hình thành một tôn không gì sánh được tráng quan vĩ ngạn người thiên cảnh hình tượng. Người cùng hắn một dạng, lấy ngươi là người tam giới mà kiêu ngạo. Ta khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên lúc, liền thấy được điểm này. Hạo dập sẽ phản bội ta phản bội bỉ ngạn, người cũng tương tự biết. Thái nhất đại đạo quân liếc nhìn hắn một cái, nói, nhưng năm đó ta có thể khoan nhượng hạo dập, đồng dạng cũng có thể dễ dàng tha thứ ngươi. Ta đánh với hạo dập một trận, hắn khiến cho ta phủ bụi bất động tu vi cùng đạo hạch, lại lấy được to lớn tăng lên. Ta cũng cần ngươi đến giúp ta lại đột phá tiếp, chương 1312, huyền hoàng đạo chủ. Trải qua hắn nói như vậy, hứa ứng rốt cuộc minh bạch dụng ý của hắn. Đánh với hạo dập một trận, hắn mặc dù suy tàn, nhưng là cũng nhìn thấy thái nhất đại đạo cao thâm hơn tiềm lực, hắn danh hào là Thái Nhất Đại Đạo Quân, bất quá tại Thái Nhất Đại Đạo Đạo Hạnh bên trên, Hảo Thiên Đế đã siêu việt hắn. Trận chiến kia qua đi, Thái Nhất Đại Đạo Quân thực lực tu vi cùng Đạo Hạnh đều chiếm được tăng lên cực lớn. Bởi vậy hắn lại muốn tìm một vị cùng hạo dập giống nhau thiên phú cùng tư chất người, trợ hắn lại đột phá một lần. Chỉ là, Thái Nhất Đại Đạo Quân đối với hạo dập vị đệ tử này là chân chính tình thầy trò, thu hứa ứng làm đồ đệ, liền không phải chân chính tình thầy trò, mà là lợi dụng. Hứa ứng lờ đánh, Hắn trên Thái Nhất Đại Đạo Tạo Nghệ mặc dù rất cao, nhưng là Thái Nhất Đại Đạo Tạo Nghệ lại cao hơn, cũng thủy chung là võ đạo phụ trợ. Thái Nhất Đại Đạo Quân truyền thụ cho ta bất luận cái gì đạo pháp, cũng chỉ là lớn mạnh ta võ đạo động nguyên mà thôi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta khả năng tại Thái Nhất chi đạo bên trên, không cho được hắn bất luận cái gì nhắc nhở. Bất quá chờ đến hắn phát hiện điểm này lúc, chỉ sợ đã chậm. Hai người tới cái kia thiên cảnh đại đạo chủ đạo quang hình thành thân hình khổng lồ dưới, giữa thiên địa còn không ngừng có đại đạo hào quang vào tới, các loại đại đạo thần phục tại tôn này đại đạo chủ dưới thân thể, trở thành nó thân thể một bộ phận. Một màn này, tráng quan mà rung động, hồng đạo quân khống chế đế liến, đi vào thái nhất đại đạo quân bên người, lườm hứa ứng một chút, lộ ra vẻ cảnh giác, nói, vị tiểu hữu này có chút hiền hòa, phảng phất gặp qua. Hứa ứng nghĩ nghĩ, nói thu hoạch thiên tiên dưới lúc, người đạo thân có phải hay không chết tại ta chu tiên kiếm bên dưới. Hồng đạo quân lắc đầu, đột nhiên tỉnh ngộ, thất thanh nói, ngươi chính là thu hoạch thiên tiên giới lúc, cái kia túng kiếm hành hung mọi dợ. Hứa ứng gật đầu, lại nghĩ đến nghĩ, nói, đến thiên cảnh khư trước đó, ngươi đuổi giết thái ất thiên tôn, ta chính là hắn đồng đảng, khi đó ở bên cạnh hắn. Hồng đạo quân quát, không sai, thái ất bảo vệ cái kia đồng đảng, chính là ngươi. Ngươi khai rồi, hứa ứng cười nói, đạo huynh, ta là đại đạo quân đệ tử, ta khai cái gì? Hồng đạo quân ngốc trệ, vội vàng nhìn về phía thái nhất đại đạo quân, kinh ngạc nói đại đạo quân tiểu tử này rõ ràng là loạn đảng thái nhất đại đạo quân lạnh nhạt nói hồng thiên cương đệ tử của ta xưa nay không là loạn đảng hiểu chưa hồng đạo quân đành phải nuốt xuống một hơi này nói minh bạch thái nhất đại đạo quân nói bây giờ trên người ta nhân quả phải chăng còn tại hồng đạo quân điều vận tuệ nhãn nhận ra nhân quả xem xét thật lâu nói đại đạo quân cùng thiên cảnh khư còn có một trận đại nhân quả trận này nhân quả liên lụy đến đại đạo chủ ta không dám phán đoán suy luận đột nhiên nơi xa một đạo thần thông lao nhanh mà đến thần ma đại đạo khuế động bành trướng hóa thành một đen một trắng cái kéo răng rắc một tiếng hướng cái kia đại đạo chủ cái cổ kéo đi thần ma đạo huynh thái nhất đại đạo quân thấy thế nhịn không được sợ hãi thán phục hắn quả nhiên xuất thủ chính là như vậy tàn nhẫn không để ý hậu quả thần ma tiến kéo nát vạn đạo thế tất yếu đem cái kia ngay tại hình thành đại đạo chủ đầu lâu cắt xong nhưng vào lúc này thiên cảnh khư đại đạo chủ thân thể bắt đầu phi tốc thu nhỏ, cong lại liên đạn, đem thần ma nhị khí kéo chấn động đến Lý Văn tan giã. Hứa ứng thấy thế, nào nào, thiên cảnh khư đại đạo chủ không cần đoạt xá, có thể từ trong đại đạo hiển hóa nhục thân. Hắn vốn cho là thiên cảnh khư đại đạo chủ bốn chỗ gieo rắc đạo địa đạo khí cùng pháp bảo, vì các bọn hắn giao hẹ, đoạt xá những này người hữu duyên nhục thân, thuận tiện chính mình phục sinh. Bây giờ thấy vị này đại đạo chủ tụ vạn đạo mà hình thành nhục thân, hứa ứng mới biết mình nghĩ nông cạn đoạt xá thân thể nơi nào có vạn đạo chung chúc đại đạo thân thể tới tinh diệu cùng thuần túy. Bất luận người nào nhục thân, tu luyện tới đạo cảnh bát trọng, hướng bất hủ cảnh rào bước tiến lên, đều cần đem nhục thân tu luyện tới đại đạo đẳng thân, thân giữ đạo đồng hoàn cảnh. Đến đại đạo chủ cảnh giới này, càng là nhục thân đã siêu việt bình thường đại đạo, làm đến vô cấu hỗn nguyên, luyện thành hỗn nguyên đạo thể. Nếu như đoạt xá, ngược lại thấp xuống sự thành tựu của mình, được không bù mất. Hứa ứng nhìn quanh, thầm nghĩ, hắn không theo trên nhục thân thu hoạch như vậy từ nơi nào thu hoạch thiên cảnh đại đạo chủ rất nhanh thân thể thu nhỏ đến thường nhân cao lớn mạo như thiếu niên hắn hỗn nguyên đạo thể cũng không triệt để hình thành bây giờ chỉ là thiên cảnh đại đạo triều tịch sơ kỳ đại đạo lực lượng hay là quá yếu ớt hắn cứ việc có thể cùng thần ma đại đạo quân tranh chấp nhưng cũng bộc lộ ra thực lực của hắn không đủ tu vi của hắn cũng không so thần ma đại đạo quân cao thậm chí còn có vẻ không bằng bất quá theo đại đạo triều tịch càng ngày càng nghiêm trọng lực lượng của hắn liền sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến đại đạo triều tịch đạt tới đỉnh phong, lực lượng của hắn mới có thể triệt để khôi phục. Thần ma đại đạo quân chân thân giết tới, điều vận tất cả thần ma động nguyên đạo lực, mưu cầu đem vị này thiên cảnh đại đạo chủ hỗn nguyên đạo thể đánh tan, tuyệt hắn phục sinh chi lộ. Nhưng mà thiên cảnh đại đạo chủ thần thông quả thực tinh diệu, mỗi một chiêu thần thông đều vừa đúng trực chỉ thần ma đại đạo quân chỗ sơ hở, lấy yếu thắng mạnh, đánh cho thần ma đại đạo quân liên tục bại lui. Vị kia đại đạo chủ vẫn đứng tại chỗ, thần ma đại đạo quân lại càng lùi càng xa, gầm thét liên tục, nhưng mà thần thông vừa mới phát ra liền bị phá đi. Đột nhiên, âm dương đại đạo quân hoành thân giết tới, lo lắng nói, thiên cảnh đạo chủ, quả thật có chút thực lực. Bất quá, người già tốt hơn theo lấy thiên cảnh cùng một chỗ chôn vùi A. À. Thiên cảnh đại đạo chủ lấy một địch hai, vậy mà cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trong lúc giơ tay nhấc chân liền phá giải hai vị đại đạo quân thần thông. Âm dương đại đạo quân cũng bị dần dần bước lui, hai người vừa sợ vừa giận vị kia thiên cảnh thiếu niên bốn phía càng nhiều đại đạo hào quang vào tới, đạo lực tràn vào nhục thân nó, để tu vi thực lực của hắn cũng từ càng ngày càng mạnh. Âm dương, thần ma hai người áp lực tăng gấp bội, âm thầm kêu khổ. Sinh tử đại đạo quân cười nói, thiên cảnh đạo chủ, năm đó thiên cảnh mắc cạn, ta đi vào thiên cảnh cầu học, nghe nói qua người uy danh, đạo hiệu của ngươi huyền hoàng, đắc đạo xa xưa. Chỉ tiếc năm đó thanh tẩy thiên cảnh lúc, không thể cùng trạng thái toàn thịnh các hạ tranh cao thấp một hồi hôm nay cuối cùng có thể bổ sung khuyết điểm này hắn thôi động sinh tử động uyên điều vận sinh tử hai đạo hướng thiên cảnh đạo chủ huyền hoàng đánh tới huyền hoàng đạo chủ nghinh chiến ba người bọn họ hay là không rơi vào thế hạ phong nhưng sinh tử đại đạo quân thực lực so mặt khác hai vị đại đạo quân muốn cường hoành không ít gây áp lực cho hắn cực lớn để hắn không cách nào điều vận đạo khí cùng đạo lực thái nhất đại đạo quân thấy thế hướng hứa ứng nói các ngươi đi tìm y bát của hắn ta đến đưa huyền hoàng đạo chủ lên đường không đạo hữu người bảo vệ bọn hắn an nguy hứa ứng nghiêm nghị thái nhất đại đạo quân thực lực chỉ sợ so sinh tử đại đạo quân còn cường đại hơn rất nhiều hắn nếu là xuất thủ huyền hoàng đạo chủ chỉ sợ muốn hỏng việc quả nhiên thái nhất đại đạo quân vừa mới động thủ các loại đại đạo hỗn lưu dị tượng ngàn vạn cộng tôn thái nhất chỉ một kích liền đem huyền hoàng đạo chủ đánh cho ngăn không được hướng về sau bay đi mặt khác ba vị đại đạo quân đánh tới huyền hoàng đạo chủ bên thì đánh nhau bên thì rút lui rất nhanh đám người biến mất tại trong hắc ám mênh mông. Huyền hoàng đạo chủ rời đi, bị thân thể của hắn che giấu một mảnh đổ nát thê lương lập tức ánh vào tầm mắt của bọn họ. Trác đạo thuần, vệ dịch, nam cung hạo cùng sư Ngọc Đình bọn người riêng phần mình phi thân lên, hướng mảnh phế tích kia bay đi. chương 1313, hứa ứng cũng phát giác được thể nội đại đạo dục dịch, lại có thứ gì đang triệu hoán chính mình. Không đạo quân cảnh giác nói, tiểu tử, người không cần ra vẻ. Hứa ứng định thần nhìn lại, chỉ gặp trong phế tích, một tòa màu xanh biếc bia đá đập vào mi mắt, chắc đạo thuần bọn người riêng phần mình xông lên phía trước, thẳng đến khối kia thúy thanh bia đá mà đi đã thấy không gian có chút run run, đám người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hứa Ứng đi vào trước mặt, Hồng Đạo Quân đuổi theo hắn, xung quanh sờ loạn, lại cái gì cũng không có sở đến, nói cổ quái, nơi này không có cửa, bọn hắn làm sao biến mất. Hứa Ứng giò hỏi, đạo huynh, ngươi là có hay không nhìn thấy tấm bia đá kia? Hồng đạo quân kinh ngạc nói, cái gì bia đá? Hứa ứng đưa tay chỉ hướng bia đá, nói, là ở chỗ này. Hồng đạo quân chừng to mắt hết lần này tới lần khác nhìn không thấy bia đá chỗ. Hứa ứng thấy thế, không khỏi ngạc nhiên, tấm bia đá này, chỉ có người được tuyển chọn mới có thể trông thấy. Hắn lập tức tới hào hứng, phi thân lên, bốn phía dò xét, lẩm bẩm nói, đây nhất định là một loại không gian thần thông hình thành cấm chế, đem chắc đạo thuần bọn người đưa đến bia đá chỗ thời không. Đột nhiên, hứa ứng thân hình khẽ động, cũng truyền vào trong không gian. Hồng đạo quân bỗng nhiên bắt hắn lại cổ tay, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào trong thời không kia. Hai người thấy hoa mắt, đột nhiên chỉ cảm thấy thể nội đại đạo phi tốc trở nên lười biếng, các loại đạo pháp khó mà vận chuyển. Chư thiên vô đạo, nơi này là tiếp cận hỗn độn hải địa phương, hứa ứng phi tốc nói. Hồng đạo quân pháp lực hùng hồn, hỗn độn hải không chấn áp được, vẫn như cũ cực kỳ cường hoành. Hai người bốn phía nhìn lại, nhưng thấy thiên ngoại là phun trào hỗn độn hải, từng tia từng sợi hỗn độn chi khí như là thác nước lớn, từ thiên ngoại rủ xuống, đem đại địa ăn mòn xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình lạch trời, vách núi treo leo, như kiếm mâu san sát, hiển thị rõ hiểm ác. Mà chắc đạo thuần, vệ dịch bọn người ngay tại cách đó không xa, cũng tại đánh giá chung quanh. Đột nhiên, chắc đạo thuần nói, nơi đây hẳn là huyền hoàng đại đạo chủ ở trong hỗn độn hải mở không gian, dựa vào cái này đến tránh đi đại đạo triều tịch hắn đem truyền thừa của mình lưu ở nơi đây mục đích liền đem đến đem chính mình sở học sở mộ truyền thừa tiếp chúng ta năm người đều chiếm được đại đạo chủ truyền thừa các ngươi không nên chạy loạn đến bên cạnh ta đến coi chừng gặp nguy hiểm hồng đạo quân đột nhiên vận chuyển pháp lực đem chắc đạo thuần vệ dịch bọn người na di đến bên cạnh hắn nơi này là chỗ nào hắn nhìn bốn phía nghi ngờ nói thiên cảnh khư đúng vậy từng tồn tại dạng này một chỗ hứa ứng nói nơi này liên hẳn là huyền hoàng đại đạo chủ truyền thừa vị trí hồng đạo huynh đi theo sông tới hẳn là cũng muốn lấy được đại đạo chủ truyền thừa hồng đạo quân cảnh giác nói đạo hữu cứ gì nói ra lời ấy nam cung hạo sư ngọc đình cùng vệ dịch trong lòng nghiêm nghị vội vàng hướng hồng đạo quân nhìn lại hứa ứng ngắm nhìn bốn phía chỉ gặp nơi này khắp nơi đều bị hỗn độn hải vây quanh tìm không thấy lúc đến con đường nói hiện tại chỉ có các hạ một vị là bất hủ cảnh tồn tại các hạ lại là đạo quân, người cần gì phải ẩn tàng. Hồng đạo quân trầm mặc một lát, đột nhiên cười ha ha nói, ai nói chỉ có đại đạo quân cần đạo chủ cấp công pháp. Ai nói đạo chủ cấp công pháp nhất định liền sẽ rơi ở trong tay đại đạo quân. Chẳng lẽ ta hồng thiên cương liền không xứng, hắn nhìn chung quanh một vòng, cười nói, thái nhất, âm dương, sinh tử, thần ma, tứ đại đạo quân, cầm giữ bỉ ngạn rất lâu. Hôm nay bọn hắn đuổi theo giết huyền hoàng đạo chủ, tất nhiên hung hiểm vạn phần, sẽ dẫn động mỗi người bọn họ kiếp số, dẫn tới thiên cảnh thiên địa đại đạo phản công. Bọn hắn lần này đi, giữ nhiều lành ít, ngược lại cho ta cơ hội, độc chiếm đạo chủ cấp công pháp. Hứa ứng lộ ra vẻ hân thưởng, nói, ngươi nhìn ra điểm này, hết lần này tới lần khác không nói, liền để cho bốn vị đại đạo quân chủ động chịu chết. Nam Cung hạo sắc mặt sám quét, vội vàng hướng hứa ứng trước mắt, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Hồng đạo quân cười nói, ta trưởng quản nhân quả đại đạo, đại đạo đẳng thân, Ta tự nhiên rõ ràng nên như thế nào gảy nhân quả, như thế nào mới có thể bắt được cơ hội. Thần Ma Đại Đạo Quân tính tình táo bạo nhất, ta chỉ cần âm thầm động một chút tay chân, liền có thể để hắn chủ động cùng Huyền Hoàng đối bính. Hắn chỉ cần động, mặt khác đại đạo quân liền cũng đều sẽ hành động. Lời vừa nói ra, Vệ Dịch, Sư Ngọc Bình cũng sắc mặt thảm đạm, chỉ cảm thấy sinh cơ xa vời. Hứa ứng cười nói, khống chế nhân quả, đều là nhân vật hung ác, đạo huynh trưởng quản nhân quả đại đạo nhân quả đại đạo cũng không so thái nhất đại đạo, sinh từ đại đạo kém, ám toán bốn vị đại đạo quân, cũng không nói chơi. Hồng đạo quân cười ha ha, nhân quả đại đạo, mới là trên đời lợi hại nhất đại đạo, ta khống chế nhân quả, liền có thể khống chế nhất cử nhất động của ngươi, ngươi hết thảy ý nghĩ suy nghĩ, đều sẽ chiếu rọi tại nhân quả phía trên. Bốn vị đại đạo quân chẳng qua là thành đạo sớm, nếu là ta cùng bọn hắn cùng một chỗ thành đạo, ta mới là đại đạo quân, bọn hắn chỉ có thể coi là nhị lưu nhân vật. Trác Đạo Thuần nói, cho nên người đi theo chúng ta tiến đến, muốn độc chiếm Đại Đạo Chủ Truyền thừa, còn muốn giết rơi chúng ta diệt khẩu. Hồng Đạo Quân cười nói, nếu như các người phối hợp thật tốt mà nói, có thể không hẳn phải chết. Hứa Ứng Thản nhiên nói, người không nhìn thấy những thúy nham thạch bia kia, cần chúng ta giúp ngươi nói cho ngươi nội dung trên tấm bia đá. Hồng Đạo Quân nhìn bốn phía, hoàn toàn chính xác không nhìn thấy cái gì bia đá. Hung ác nói, các ngươi nếu là không phối hợp nói, ta trước giết chết một hai người giết gà dọa khỉ như vậy liền trước từ tam giới man di bắt đầu chậm đã hứa ứng đưa tay cười nói ta nhìn thấy thúy nham thạch bia chỉ có một tòa là ở chỗ này hắn chỉ hướng chính mình thấy bia đá phương hướng nói nam cung hạo ngươi nhìn thấy bia đá ở đâu nam cung hạo lộ ra vẻ nghi hoặc đưa tay chỉ hướng một phương hướng khác nói ta nhìn thấy bia đá ở nơi đó ngươi chỉ địa phương không có cái gì không đúng không đúng sư ngọc đình vội vàng nói các ngươi nói hai vị trí đều không có bia đá bia đá rõ ràng ở bên kia hắn chỉ phương hướng lại cùng hứa ứng cùng nam cung hạo khác biệt vệ dịch nói ta nhìn thấy bia đá phương vị cùng các ngươi cũng không giống nhau trác đạo thuần nói ta cũng nhìn thấy một tấm bia đá cùng các người bia đá phương vị khác biệt hứa ứng cười nói nói như thế chúng ta năm người đều chiếm được đại đạo chủ truyền thừa đều không có đạt được hoàn chỉnh truyền thừa huyền hoàng đại đạo chủ đem hắn truyền thừa chia thành năm phần chính là muốn nói cho chúng ta biết, chúng ta là thiên cảnh còn sót lại huyết mạch, cần chúng ta năm huynh đệ chân thành hợp tác, không có bất kỳ cái gì tư tâm mới có thể có đến hắn hoàn chỉnh truyền thừa. Trác đạo thuần còn dễ nói, dù sao đã sớm biết hứa ứng độ dày ra mặt, nhưng Nam Cung Hạo, Sư Ngọc Đình cùng vệ dịch ba người lại là trong lòng buồn bực ngươi không phải tam giới man gì sao. Tại sao lại thành chúng ta thiên cảnh còn sót lại huyết mạch? Hứa ứng sắc mặt nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía hồng đạo quân, nói, như vậy Hồng Đạo Quân muốn có được hoàn chỉnh đại đạo chủ truyền thừa, chỉ cần bảo trụ chúng ta 5 người tính mệnh mới là. chương 1314, Huyền Hoàng Đạo giới quyết. Hồng Đạo Quân hừ một tiếng, nhìn về phía bốn phía, hứa ứng bọn người nói tới cái kia năm tòa bia đá, hắn một tòa cũng không có thấy. Đại đạo chủ thần thông quảng đại, nó thần thông xa không phải ta có khả năng nhìn hiểu. Hồng đạo quân ánh mắt quét về phía hứa ứng bọn người, năm người này chỉ là đạo cảnh bát trọng, còn không phải bất hủ cảnh tồn tại liên xem như bất hủ cảnh thực lực tu vi tranh lệch còn có cách biệt một trời. Bỉ ngạn bất hủ cảnh chia làm bốn cái cấp độ loại thứ nhất bất hủ cảnh chính là những cái kia vừa mới bước vào bất hủ cảnh không bao lâu còn chưa tới kịp tại đại thiên vũ trụ truyền đạo phổ thông bất hủ cảnh loại này bất hủ cảnh thực lực nhất là thấp nhưng cũng là khách quan bỉ ngạn mà nói so sánh vũ trụ khác bất hủ cảnh tới nói bỉ ngạn cấp thấp nhất bất hủ cảnh cũng là bọn hắn vũ trụ số một số hai cường giả loại thứ hai bất hủ cảnh chính là có chân vương thanh danh tốt đẹp bất hủ cảnh loại này cường giả tu vi so loại thứ nhất cường giả hùng hồn mấy lần thậm chí mấy chục lần thực lực cũng tranh lệch rất nhiều bọn hắn thường thường thu hoạch đại thiên vũ trụ tại từng cái trong vũ trụ đều có đệ tử của mình môn sinh tông môn truyền thừa bọn hắn sau đầu hình thành hắc vực hắc vực bên trong có to to nhỏ nhỏ vô số kẻ động uyên chìm nổi không chừng tùy thời có thể lấy thu hoạch đại thiên vũ trụ người tu hành loại thứ ba bất hủ cảnh chính là đạo quân Loại này cường giả thường thường tu luyện cao đẳng đại đạo, không chỉ có thực lực cao thâm mà chắc, mà lại thế lực cũng cực kỳ khổng lồ. Nó môn hạ thường thường có mấy cái phổ thông bất hủ cảnh cường giả, chiếm cứ đạo kỳ thiên vị trí có lợi nhất. Loại thứ tư bất hủ cảnh chính là đại đạo quân. Đại đạo quân địa vị trí cao vô thượng, khống chế lấy đại thiên vũ trụ tài nguyên tốt nhất, để tử môn sinh trải rộng bỉ ngạn. Bọn hắn từ bỉ ngạn văn minh hưng thịnh đến nay cũng đã tồn tại ở thế gian, lợi dụng thúy nham trinh sát khai thác từng cái vũ trụ tích lũy không gì sánh được hùng hậu. Muốn trở thành đại đạo quân, cơ hồ không có khả năng. Sử thượng chỉ có một người thành công tấn thăng đại đạo quân, vậy liền hạo dập đại đạo quân. Quét ngang bỉ ngạn không đối thủ, đánh bại bốn vị đại đạo quân, liền có thể trở thành đại đạo quân, cái này đã trở thành bỉ ngạn quy củ bất thành văn. Năm cái ngay cả phổ thông bất hủ cảnh đều không phải là người thiên cảnh, cho dù có thủ đoạn gì, cũng xa không phải đối thủ của ta. Hồng đạo quân thoáng yên tâm, quát, các ngươi riêng phần mình lĩnh hội nội dung trên tấm bia đá, sau đó giảng cùng ta nghe. Nếu là có nửa điểm giấu diếm giết chết bất luận tội. Hứa ứng, người cái thứ nhất đi qua, đưa người khối kia thúy nham thạch bia bên trên nội dung niệm một lần. Hứa ứng xưng phải, lườm chắc đạo thuần bọn bốn người một chút, đi vào chính mình khối kia thúy nham thạch bia trước. Hắn tiến vào nơi đây trước đó, đã từng mơ hồ nhìn thấy một khối thúy nham thạch bia, đến chỗ này, lại lần nữa nhìn thấy bia này, liền biết nội dung trên tấm bia đá nhất định cùng Huyền Hoàng Đại Đạo chủ truyền thừa có quan hệ. Huyền Hoàng Đại Đạo chủ dẫn đi bốn vị đại đạo quân, cũng hẳn là không muốn truyền thừa của mình rơi vào bỉ ngạn chi thủ. Trên tấm bia đá văn tự là lấy bỉ ngạn Lý Văn viết liền, bỉ ngạn Lý Văn cùng Thiên Cảnh Lý Văn là cùng một loại đồ vật. Học được bỉ ngạn Lý Văn, trên tấm bia đá văn tự liền không làm khó được hắn. Trên tấm bia đá khắc lục chính là một môn không gì sánh được huyền ảo tối nghĩa công pháp, tên là Huyền Hoàng Đạo Giới Quyết. Chữ Như Châu Ngọc trình bày chứng đạo pháp môn. Hứa Ứng không phải lần đầu tiên tiếp xúc đại đạo chủ cấp công pháp, nguyên giới đại đạo chủ đạo tông nguyên liền tự mình truyền thụ cho hắn Hỗn Động Bất Diệt Kinh. Chỉ là Hứa Ứng mặc dù đạt được đạo tông nguyên công pháp, lại chỉ hái trong môn công pháp này huyền khí pháp môn tu luyện, đền bù thể nội tam khí. Về phần cả bộ Hỗn Động Bất Diệt Kinh, Hứa Ứng cũng không tu luyện. Niệm, không đạo quân quát, Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu niệm thuật nội dung trên tấm bia đá. Hồng đạo quân nghe vào trong tai khẽ di một tiếng, Huyền Hoàng đạo giới quyết thế mà không phải từ ngay từ đầu luyện khí bắt đầu dậy, mà là không để ý đến luyện khí nội dung, đi thẳng tới chứng đạo thiên. Tu luyện bước đầu tiên chính là chứng đạo tam cảnh. đệ nhất cảnh chính là đạo cảnh bát trọng, cựu đạo đại la diệu cảnh tân đạo trí tôn cảnh. Về phần từ một kẻ phàm nhân tu luyện tới độ kiếp phi thăng, lại tu luyện đến đạo cảnh thất trọng, đối với đại đạo chủ công pháp tới nói, chỉ là bên trong đề cập một câu nhàn thoại mà thôi tu luyện không đến đạo cảnh thất trọng, liền nhìn môn công pháp này tư cách đều không có. Hứa ứng từng câu từng chữ đọc đi, đem chứng đạo thiên đọc lên, hồng đạo quân tại ký ức đồng thời, trác đạo thuần, nam cung hạo, vệ dịch cùng sư Ngọc Đình cũng đang liều mạng ký ức, nếm thử lý giải lĩnh hội chứng đạo tam cảnh thiên nội dung. Trong đó mấu chốt nhất chính là đệ tam cảnh, đệ tam cảnh chính là đại đạo chủ cảnh. Cảnh giới này cũng là chứng đạo đằng sau mới có thể thu thành, từ chứng đạo đại la, đến chứng đạo bất hủ, lại đến chứng đạo đại đạo chủ chính là chứng đạo tam cảnh thiên hứa ứng đem chứng đạo tam cảnh thiên nội dung đọc một lần hồng đạo quân nghe phía trước hai thiên nghe đến mê mẩn phát hiện mình tại đạo bát đạo cửu hai cái cảnh giới bên trên lại có rất nhiều bỏ sót chỗ nhưng mà cuối cùng một thiên hắn liền khó có thể nghe hiểu có rất nhiều khó có thể lý giải được địa phương hắn nghe không hiểu chắc đạo thuần vệ dịch mấy người cũng rất khó nghe hiểu nhất là bên trong có hỗn độn chủ mông hồng không động loại hình từ ngữ dùng đạo ngữ cũng vô pháp biểu đạt, làm không được chuẩn xác miêu tả. Hứa ứng lại là trong lòng khẽ nhúc nhích, đối với những từ ngữ này, một khối khác thúy nham bên trên hỗn nguyên động nguyên tịch kiếp kinh bên trên lại có chỗ miêu tả. Chỉ là tịch kiếp kinh đối với mông hồng, không động cùng hỗn độn chủ miêu tả ít, mà huyền hoàng đạo giới quyết đối với phương diện này miêu tả liền nhiều hơn rất nhiều. Hứa ứng đọc xong đằng sau, trở lại hồng đạo quân bên cạnh. Hồng đạo quân nhìn sư Ngọc Đình, nói, ngươi đi, niệm ngươi tấm bia đá kia. Sư Ngọc Đình xưng phải, đi ra phía trước, đi vào hắn thấy khối kia thúy nham thạch bia dưới, niệm tụng huyền hoàng đạo giới quyết những bộ phận khác. Hứa ứng tấm bia đá kia nói chính là tam chứng đạo, trùng điệp tiến dần lên. Mà tấm bia đá này khắc lục lại là tại ba lần chứng đạo đằng sau, tu luyện như thế nào đạo cảnh thập trọng công pháp. Hứa ứng cũng từ dốc lòng ký ức, đem bộ phận này kinh văn ghi lại, cùng vừa mới tam chứng đạo thiên ấn chứng với nhau. Sư Ngọc Đình niệm tụng một lần, hồng đạo quân chân mày nhíu chặt hơn, hắn ngay cả tam chứng đạo thiên bên trong thiên thứ ba đều không có hiểu rõ, đối với đệ thập trọng tu luyện như thế nào, càng là hai mắt đen thui. Nam Cung Hạo đi ra phía trước, đi vào chính mình tấm bia đá kia trước, niệm tụng nội dung trên tấm bia đá, những người khác vội vàng gấp rút ký ức. Trên tấm bia đá này nội dung nói chính là tu luyện như thế nào đại đạo vô cấu, hồng đạo quân sắc mặt trầm xuống, cái này cũng nghe không hiểu. Hứa ứng bọn người gấp rút ký ức, vệ dịch đi ra phía trước, niệm tụng chính mình trên tấm bia đá kia nội dung, Hắn trên tấm bia đá này nói chính là như thế nào nhất thống chư đạo, luyện thành Hỗn Nguyên nhất thể. Pháp môn này liền cao thâm hơn, nghe được Hồng Đạo Quân như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng cho lắm. Trác Đạo Thuần cái cuối cùng đi ra phía trước, đem cuối cùng trên tấm bia đá kia nội dung đọc lên, bất quá ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, trên tấm bia đá này thế mà ghi lại không phải thần thông. Theo lý mà nói, một môn công pháp chỉ cần có nguyên bộ thần thông, nhưng là huyền hoàng nhưng không có lưu lại thần thông hắn tại tấm bia đá này bên trên lưu lại chính là liên quan tới hắn đối với kiếp số cách nhìn, cùng các loại ứng đối kiếp số thủ đoạn. Đại đạo chi chủ, tự độ thượng tôn, độ người thất bại. Huyền hoàng đại đạo chủ tải trên tấm bia đá viết, đám người đem năm tòa nội dung trên tấm bia đá nghe một lần, riêng phần mình đều không nhỏ thu hoạch, hứa ứng ánh mắt chấp động, đột nhiên thôi động võ cực chứng đạo kinh, điều vận nhân sâm quả thụ. Bá bá bá, nhân sâm quả thụ sợi dễ bay múa, chui vào vô cực, hồng mông, hỗn độn, Luân hồi cùng thái nhất động nguyên bên trong. Theo hắn công pháp vận chuyển, vô cực động nguyên đột nhiên kịch liệt lắc lư, bỗng nhiên bị nhân sâm quả thụ kéo vào võ đạo động nguyên bên trong, cùng võ đạo động nguyên tương dung. Chương 1315: Võ đạo động nguyên sát nhập vô cực động nguyên, võ đạo động nguyên trở nên càng rộng lớn hơn, hứa ứng tu vi lập tức cũng tăng lên rất nhiều. Tiếp lấy luân hồi động nguyên cũng từ kịch liệt rung động, một tiếng ầm vang tiếng vang, cũng bị kéo vào võ đạo động nguyên bên trong hứa ừ, ứng tu vi lại có không nhỏ tăng lên, sau một khắc hỗn độn động nguyên cũng bị kéo vào võ đạo động nguyên, để tu vi của hắn lại lần nữa liên tục tăng lên. Ngắn ngủi một lát, liền chỉ còn lại có thái nhất động nguyên cùng hồng mông động nguyên không có bị võ đạo động nguyên hấp thu. Hồng mông động nguyên là hắn tế lên hồng nguyên hạch tâm, bù đắp tam giới vũ trụ, khí vận quán đỉnh, bởi vậy lấy được ban thưởng, chỉ là món khen thưởng này quá hùng hậu, hắn trên hồng mông đại đạo đạo hạch, trực tiếp tăng lên tới bất hủ trình độ. Hắn tăng lên, không phải mình tu luyện mà đến, là trực tiếp quán thâu mà đến, bởi vậy hứa ứng rất ít vận dụng hồng mông đại đạo đến đối địch. Nhưng muốn đem hồng mông đại đạo cùng hồng mông động nguyên hấp thu vào võ đạo động nguyên bên trong, còn cần tu vi thực lực của hắn tiến thêm một bước, mà lại đối với hồng mông đại đạo có hiểu biết mới có thể làm đến. Về phần Thái Nhất Động Nguyên thì là bởi vì hắn trên Thái Nhất đại đạo hao phí vô số tâm lực, lĩnh ngộ quá nhiều đạo pháp, đến mức nhân sâm quả thủ tạm thời kéo không nhúc nhích vào động nguyên này. Mấy ngày nay thời gian hắn đem năm toàn nội dung trên tấm bia đá lĩnh hội một lần, rốt cuộc ở đây trước mắt, thực lực tu vi lại có không tầm thường đột phá. Hồng đạo quân phát giác được khí thế của hắn không ngừng biến hóa, ha ha cười nói, tam giới man di, ngươi sẽ không phải muốn phản kháng ta đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể cá chết lưới rách, hắn lời còn chưa dứt, chắc đạo thuần cũng từ thôi động huyền công, đem tu vi tăng lên tới cực hạt, nói, đạo quân, còn muốn tăng thêm một cái ta. Chắc đạo thuần thiên tư thiên phú cực cao, hắn mấy ngày nay cũng tại lĩnh hội năm tòa nội dung trên tấm bia đá, mặc dù không thể đem huyền hoàng đạo giới quyết tìm hiểu thấu đáo, nhưng thực lực tu vi cũng có không nhỏ tăng lên. Nhất là đoạn thời gian này, hắn siêu tập mấy trăm cái đạo địa bảo vật cùng đạo khí, đạo khí bên trong ẩn chứa các loại đại đạo đạo lý, có chút hắn khó mà lĩnh ngộ. Nhưng lần này lĩnh hội huyền hoàng đạo giới quyết, để hắn từ đây suy ra mà biết, tu vi càng hơn lúc trước. Vệ dịch cũng từ phòng lên tu vi, thản nhiên nói còn có ta hắn là sinh tử đại đạo quân đệ tử, thực lực tu vi cực cao, nguyên bản liền được tôn là bất hủ phía dưới ta vô địch, lần này lĩnh hội huyền hoàng đạo giới quyết, cũng có kinh người tăng lên. Nam Cung Hạo cùng Sư Ngọc Đình hai người cũng riêng phần mình phồng lên khí thức, chăm miệng một lời còn có chúng ta. Bọn hắn năm người đều là huyền hoàng đại đạo chủ tuyển định người thừa kế, tìm kiếm đạo địa đạo khí cùng pháp bảo thời điểm, thực lực tu vi liền có kinh người tăng lên, bây giờ thực lực tu vi lại lên một tầng nữa. Hồng đạo quân gặp bọn họ đằng đằng sát khí, không chịu được cất tiếng cười to, bế nghĩa năm người, chỉ bằng các ngươi năm người. Ta nguyên bản định qua một thời gian ngắn lại giết các ngươi diệt khẩu, miễn cho quên trên tấm bia đá văn tự, hiện tại đã các ngươi muốn chết, vậy liền không cho phép ta. Hắn thôi động nhân quả động nguyên, nhân quả đại đạo lập tức bốn phía di trương ra. Hồng đạo quân khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy nhân quả đại đạo vận chuyển có chút khó chịu. Nơi đây là trong hỗn độn hải thời không, huyền hoàng đại đạo chủ mở, mục đích chính là vì có một cái truyền đạo địa phương. Nhưng bởi vì là ở trong hỗn độn hải, nhân quả đại đạo đạo lực, ở chỗ này trở nên rất không ổn định. Hay là tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết mấy tiểu quỷ này. Hồng đạo quân động thủ sát na, hứa ứng thái nhất vạn đạo đỉnh đã oanh đến. Đồng thời oanh tới còn có trác đạo thuần thu thập một hai trăm kiện đỉnh cấp bất hủ trí bảo. Vệ dịch trong tay bất hủ trí bảo mặc dù thiếu chút, nhưng cũng có mấy chục kiện, Nam Cung Hạo cùng Sư Ngọc Đình cũng đều có hơn 10 kiện bất hủ trí bảo. Giờ phút này những pháp bảo này một mạch oanh đến, dù là Hồng Thiên Cương là đại đạo quân, cũng không khỏi biến sắc, không lo được phản sát hứa ứng các loại năm người, lập tức đối kháng nhiều pháp bảo như vậy xâm nhập. Những pháp bảo này uy lực cường hoành, chính là huyền hoàng đại đạo chủ lưu cho hứa ứng năm người cơ duyên, mặc dù hứa ứng chỉ đoạt một cái thái nhất vạn đạo đỉnh, nhưng ngược lại là trong mọi người uy lực mạnh nhất pháp bảo. Đỉnh này oanh đến, trong đỉnh vạn đạo sôi trào, liền hình như có một tôn đại đạo đẳng thân bất hủ phóng thích tự thân lực lượng hồng đạo quân thôi động nhân quả đại đạo lập tức các loại pháp bảo mạnh yếu cùng công kích lộ tuyến toàn bộ tải trong đạo tâm của hắn nắm giữ được rõ ràng rõ ràng hắn đang muốn đối kháng thái nhất vạn đạo đỉnh chợt nghe một tiếng kỳ là tiếng chuông chuyển đến mới vừa rồi còn rõ ràng đang nhìn các loại pháp bảo nhân quả quỹ tích đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ một ngụm chuông lớn từ hứa ứng trong động nguyên bay tới keng keng rung động chấn động đến hắn nhân quả tán loạn oanh chỉ trong nháy mắt tất cả pháp bảo gần như đồng thời rơi trên người hồng đạo quân thái nhất vạn đạo đỉnh xuất phát ra bất hủ cảnh mới có thể có uy năng mặt khác các loại pháp bảo cũng vào lúc này uy lực bộc phát quét sạch bốn phía hết thảy rung động tuôn ra đem tất cả mọi người bao phủ đắc thủ hứa ứng trác đạo thuần vệ dịch nam cung hạo cùng sư ngọc đình riêng phần mình lộ ra dáng tươi cười đợi cho cỗ ba động này tán đi nụ cười của bọn hắn dần dần cứng ở trên mặt chỉ gặp hồng đạo quân một tay chế trụ thái nhất vạn đạo đỉnh trong đỉnh uy năng bị hắn áp chế gắt gao ở trong vạn đạo đỉnh nhân quả đại đạo như là sen kẽ giao thoa đại mãng đem những trí bảo này toàn bộ ngăn trở nhiều như vậy trí bảo vậy mà không thể đột phá hắn nhân quả phòng ngự các ngươi xác thực rất mạnh trong đó có ba người đạt tới phổ thông bất hủ trình độ thậm chí đuổi sát bất hủ chân vương nếu như các ngươi liên thủ đối phó một tôn chân vương chỉ sợ hắn đã chết nhưng cũng tiếc chính là các ngươi đối phó là ta hồng đạo quân cười ha ha ngắm nhìn bốn phía thản nhiên nói hôm nay để cho các ngươi biết đạo cảnh bát trọng cùng đạo cảnh cửu trọng lạch trời giống như tranh lệch, đến cùng lớn bao nhiêu. Khí tức của hắn bộc phát lập tức từng thanh bất hủ trí bảo bốn phương tám hướng bay đi. Hứa ứng thân hình bay lên không, ôm lấy chính mình thái nhất vạn đạo đỉnh, đang muốn rơi xuống đất, bỗng nhiên hồng đạo quân một trưởng vỗ đến, chính giữa vạn đạo đỉnh, đem đỉnh sau hứa ứng chấn động đến miệng phun máu tươi. Cùng một thời gian, chắc đạo thuần bọn người riêng phần mình tiếp được pháp bảo của mình, bị chấn động đến riêng phần mình bị hao tổn. Hồng đạo quân thét dài một tiếng, pháp lực bộc phát, hướng hứa ứng vỗ tới, nhưng vào lúc này, hứa ứng trước người hiện ra một đóa hỗn độn liên hoa, dưới hoa là hỗn độn liên trì, trong đóa hoa ương nổi trôi một tòa sáng tỏ mà kinh doanh hồng nguyên. Xin mời liên ra xuất thủ, hứa ứng không người liền bái, đem chính mình tất cả pháp lực chút xuống đến hỗn độn liên hoa bên trong. Khoảng cách gần hắn nhất chính là vệ dịch cùng sư Ngọc Đình, gặp tình hình này, hai người cũng là học theo, không người liền bái. Xin mời liên ra xuất thủ. Ba người vừa mới cong xuống, liền gặp hỗn độn liên hoa bay lên, nghênh tiếp hồng đạo quân, hỗn độn liên chỉ uy năng bộc phát, tựa như cùng một cái tiểu vũ trụ giống như lực lượng kinh khủng bộc phát. Oanh, hứa ứng, vệ dịch bọn người riêng phần mình khí thức đại chấn, cắn chặt răng kiên trì, hồng đạo quân lần này tuyệt đối ngăn không được. Hồng đạo quân máu me khắp người, một tay đón đỡ hỗn độn liên hoa, sừng sững không ngã. Phía sau hắn, hắc ám lưu động, từng tòa động nguyên bộc phát sáng rực bắt đầu thu hoạch vũ trụ khác tu luyện nhân quả đại đạo dùng cái này đến ngăn trở hỗn độn liên hoa. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hồng đạo quân sắc mặt điềm nhiên nói, chương 1316, nhân quả gạt bỏ. Nhân quả đại đạo, có mạnh như vậy, hứa ứng, vệ dịch, nam cung hạo bọn người không khỏi tuyệt vọng, bọn hắn là thiên tri kiêu tử, một thân tu vi viễn siêu cùng thế hệ, lần này thiên cảnh khư chuyến đi, lại có nhiều như vậy ngày bình thường không cách nào gặp phải cơ duyên. Bọn hắn những ngày này thực lực tu vi tăng lên nhanh chóng, để bọn hắn lòng tin cũng theo đó mà bành trướng tự cho là năm người liên thủ đối phó hồng đạo quân tất nhiên là dễ như trở bàn tay nhưng mà bọn hắn năm người đồng thời xuất thủ đồng thời tế lên nhiều như vậy bất hủ trí bảo thậm chí ngay cả hồng đạo quân một sợi lông cũng không có làm bị thương hứa ứng tế lên hồng nguyên lại là cùng vệ dịch sư ngọc đình liên thủ hồng đạo quân lại còn là có thể ngăn lại thân này thực lực thực sự mạnh đến mức không còn gì để nói hồng đạo quân đang muốn xuất thủ đem bọn hắn một mẻ hốt gọn vừa mới đi lại một bước, đột nhiên sắc mặt biến hóa, kịch liệt ho khan. Cái này một khục, lại chỉ cảm giác đại đạo của mình bị hao tổn, ho ra đạo huyết đến. Hồng đạo quân nhìn xem trong tay đạo huyết, nào nào, có chút khó có thể tin, lập tức ánh mắt rơi trên hỗn độn liên. Cây hoa sen này tự mang ao sen, trong ao sen hỗn độn mờ mịt, linh quang lóa mắt, khiến cho người khó mà nhìn thẳng. Trên đóa hoa, có một hình cầu lơ lửng ở trên đó, từ cái kia liên hoa tỏa trong lỗ thủng phun ra tinh tế linh quang dòng lũ, thoải mái hình cầu. Hồng đạo quân nhìn về phía hình cầu kia, lộ ra kinh ngạc chi sắc Hồng Nguyên. Trên người người có một tòa vũ trụ Hồng Nguyên, còn có một gốc tiên thiên linh căn. Khụ khụ, hắn ngăn không được ho ra máu, lại là vừa rồi đón đỡ hốn độn liên, để cho mình chịu đạo thương. Bất hủ cảnh tồn tại đại đạo đẳng thân, nhục thân chịu đạo thương, chính là tự thân chịu đạo thương, rất khó chữa trị. Nhưng là để bất hủ cảnh thụ thương càng khó làm hơn đến, mà bây giờ hắn vị này bất hủ cảnh bên trong cường giả đỉnh cấp, lại bị gốc này tiên thiên linh căn gây thương tích. Hắn thổ thương, hứa ứng đại hỉ, vội vàng quát, chư vị, cùng ta cùng một chỗ lại tế liên ra. Hắn không nói lời gì, lập tức toàn lực thôi động hỗn độn liên, nhưng mà vệ dịch cùng sư Ngọc Đình lại lui lại một bước, sắc mặt thảm đảm, không có thôi động hỗn độn liên. Vừa mới hai người bọn họ liên thủ thôi động hỗn độn liên hoa, phát hiện món bảo vật này đối pháp lực nhu cầu cực kỳ khủng bố, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hai người pháp lực hút đi hơn phân nửa, bây giờ bọn hắn đã không có lần thứ hai tế lên hỗn độn liên pháp lực hứa ứng bởi vì tự thân luyện thành tam khí thông huyền cửu huyền quy nhất thái nhất động nguyên bên trong chảy ra chính là nguyên khí tu vi gần như vô cùng vô tận cho nên tạm thời không có phương diện này sầu lo cũng may nam cung hạo cùng trác đạo thuần hai người lập tức xông về phía trước hợp lực đem hỗn độn liên tế lên không đạo quân sắc mặt đột biến lập tức phi thân lên tránh ra thật xa đóa hoa sen này cùng mảnh này ao sen nhưng mà hỗn độn liên uy năng bao trùm tới trước người hắn sau lưng không gian tất cả đều hóa thành hỗn độn, để nhân quả đại đạo bị hao tổn, không chỗ có thể trốn. Hồng đạo quân lập tức dừng lại, ống tay áo vùng quyền, một tòa huồng quay tơ xuất hiện, gồm quay tơ lên xe vòng cọc 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 phi tốc xoay tròn, từng đầu chuỗi nhân quả bốn phương tám hướng bay ra, kết xuất các loại hoa văn trận thế, trong khoảnh khắc liền gặp đất trời bốn phía thời không bị nhân quả phong tỏa. Đây là hắn chứng đạo pháp bảo, nhân quả phường xa. Bảo vật này vừa ra, có thể trong thời gian thật ngắn dệt thành mấy chục ức mấy chục tỷ thương sinh chuỗi nhân quả, bệnh thành vài vóc, cũng có thể rối loạn nhân quả, cải biến tinh thần quý tích, đại đạo đi hướng, nhiễu loạn một cái vũ trụ vận hành bình thường. Bất quá, nhân quả phưởng xa dệt thành thiên la địa võng đối mặt cái kia hỗn độn liên công kích, hoàn toàn vô dụng, hết thảy nhân quả, đều là tại hỗn độn hạ phá diệt, hóa thành hư ảo. Bảo vật này trời sinh khắc ta, hồng đạo quân nghiêm nghị, đem hết khả năng điều vận hết thảy động nguyên, thi triển ra chính mình suốt đời khai sáng uy lực cường đại nhất thần thông, nghênh tiếp hỗn độn liên công kích. Oanh, trong miệng hắn đẫm máu, bay ngược mà đi, từ một đạo hỗn độn khí trong thác nước xuyên qua. Hắn lần này thương thế càng nặng, đại đạo đẳng thân, thân thể nhiều chỗ bị hao tổn. Nam Cung Hạo cũng tu vi tiêu hao hầu như không còn, không cách nào tiếp tục thôi động hỗn độn liên. Hứa ứng cùng Trác đạo thuần lại lần nữa tiến lên, thôi động hỗn độn liên, thi triển ra kích thứ ba. Không đạo quân muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ, lập tức thương càng thêm thương. Nhưng mà lần này tế lên hỗn độn liên, hứa, chắc hai người pháp lực cũng tuyên cáo khô kiệt. Hai người bọn họ đều tu luyện thái nhất chân truyền, luyện thành tam khí cửu huyền tự thân thái nhất động nguyên chảy ra chính là nguyên khí. Nhưng thái nhất động nguyên chảy ra nguyên khí có hạn, hai người liền giống như là một cái hồ nước, không khô rót nước chảy, đồng thời không ngừng đổ nước. Đổ nước số lượng nhiều tại lưu trú số lượng, trong hồ nước nước hay là sẽ lưu quang nhưng cũng may thái nhất chân truyền để bọn hắn có thể càng nhanh khôi phục tu vi hứa ứng quyết định thật nhanh thu hồi hỗn độn liên phi thân lên thôi động thái nhất vạn đạo đỉnh thừa thắng xông lên hướng hồng đạo quân đánh tới nhân cơ hội này khôi phục pháp lực trác đạo thuần cũng đem chính mình cái kia một hai trăm kiện bất hủ trí bảo tế lên phát ra uy năng kinh thiên động địa phóng tới hồng đạo quân cùng một thời gian chuông lớn bay ra thôi động tự thân to to nhỏ nhỏ động uyên, treo đầy toàn thân các nơi keng keng rung động không cần hứa ứng tế lên, liền công hướng hồng đạo quân. Chu tiên tàn kiếm cũng thử bay lên, gia nhập chiến cuộc. Hai người, hai bảo quay chung quanh hồng đạo quân trên dưới tung bay, các loại thủ đoạn ra hết, giết đến thiên băng địa liệt. Hồng đạo quân tại đón đỡ ba cái hỗn độn liên công kích tình huống dưới, đạo thương nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ đem bọn hắn đánh cho liên tục bại lui. Bành, ngũ hành phân quang kiếm nổ tung, tán loạn ngũ hành chi lực rơi vào mảnh này hỗn độn không gian các nơi. Trác đạo thuần kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn động đến khóe miệng chảy máu. Ngũ hành phân quang kiếm là hắn thu lấy một kiện bất hủ trí bảo, nội tàng ngũ hành đại đạo, uy lực cực kỳ lợi hại, lại không nghĩ rằng bị hồng đạo quân đánh nát. Sau một khắc, vô cực thiên thư cũng từ xoẹt một tiếng bị xé nứt, để chắc đạo thuần thương càng thêm thương. Thiên thư này cũng là hắn giành được bất hủ trí bảo, nội tàng vô cực đại đạo. Giờ phút này thiên thư vỡ tan, trong sách giấu giếm vô cực đại đạo rơi là tả trên đất. Hồng đạo quân càng chiến càng mạnh, đang đang đang, liên tục ba cái trọng kích, đánh cho Thái Nhất Vạn Đạo đỉnh cơ hồ khô quát xuống tới, đem đỉnh này từ hứa ứng đỉnh đầu đánh ra, liền tới giết chết hứa ứng. Chuông lớn vội vàng bay tới, cạch một tiếng chuông vang, đem hắn tất sát nhất kích ngăn lại. Hứa ứng thôi động thần thông thương khung, cùng Hồng Đạo Quân liều mạng một cái, bị chấn động đến hướng về sau bay đi. Đột nhiên lại là bành một tiếng, chắc Đạo Thuần Thái thượng lượng thiên xích bị Hồng Đạo Quân đánh nát, trong trí bảo đại đạo tản mát giữa thiên địa, chắc Đạo Thuần cũng không chịu nổi bảo vật vỡ vụn phản phệ, phun máu phè phè. Vệ dịch khôi phục một chút tu vi, thấy thế lập tức đánh tới, vừa mới đối mặt, hắn sát phạt cẩm tú kỳ liền bị phá tan thành từng mảnh, tâm thần bị hao tổn. Sát phạt chi đạo tản mát, tại mảnh này hỗn độn không gian tản mát ra trận trận nhiếp nhân tâm phách sát khí. Nam Cung Hạo cùng Sư Ngọc Đình không lo được tu vi chưa hồi phục, cũng tự sát tiến lên đây, riêng phần mình tế lên bọn hắn thu lấy trí bảo, này lên kia rơi, cùng hồng đạo quân chống lại nhưng mà cho dù là bọn hắn tế lên trí bảo cũng thường thường chỉ có thể cho hồng đạo quân lưu lại điểm vết thương nhẹ một kiện lại một kiện trí bảo phá toái để bọn hắn thương càng thêm thương mà lại bọn hắn thu lấy trí bảo số lượng dù sao cũng có hạn trí bảo hao tổn sạch sẽ chỉ sợ chính là tử kỳ của bọn hắn nếu như chúng ta có thể vì tâm sử dụng huyền hoàng đạo giới kinh liền tốt năm người trong lòng một mảnh tuyệt vọng huyền hoàng đạo giới kinh cố nhiên cường đại nhưng là rất khó khăn lĩnh hội không cách nào quán thông, chớ nói chi là tùy tâm sở dục tu hành. Hồng đạo quân căn bản không cho bọn hắn khôi phục tu vi pháp lực cơ hội, lấy nghiền ép chi thế, đánh cho bọn hắn không thể không mệt mỏi ứng phó, không cách nào tồn tại càng nhiều pháp lực tế lên hỗn độn liên. Các ngươi nháo kịch dừng ở đây rồi. Đột nhiên, hồng đạo quân tế lên nguồn quay tơ, bá bá bá, từng đạo chuỗi nhân quả sen kẽ giao thoa, từ hứa ứng, chắc đạo thuần, vệ dịch, nam cung hạo, sư ngọc đình năm người thể nội xuyên qua năm người thân thể cứng đờ, lập tức cảm giác nhục thân không kềm chế được, nguyên thần, thần thức, đại đạo, đều không thụ chính mình khống chế, trong lòng không khỏi giật mình. chương 1317, càng nhiều chuỗi nhân quả từ huồng quay tơ bên trong bay ra, đem thái nhất vạn đạo đỉnh, thần ma bách chiến đổ các loại bất hủ trí bảo dần dần xuyên qua. Mấy trăm kiện chí bảo định trên không trung có chút rung động, lại không cách nào thoát khỏi nhân quả. Ứng ra thiên cổ, chuông lớn thấy thế, vội vàng liền chạy trốn ra ngoài, kêu lên, ứng ra, tương lai của ta tu luyện có thành tựu, nhất định sẽ báo thủ cho người tuyết hận. Đang 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 keng, liên tiếp chuỗi nhân quả đâm tới, nhưng mà chạm đến chuông lớn mặt ngoài liền bị mặt ngoài kỳ dị nhăn nheo đẩy ra, không cách nào xuyên qua chiếc chuông lớn này. Trung gia đại hỉ, kêu lên, hồng thiên cương, ta trời sinh khắc ngươi, đợi ta tu vi có thành tựu. Hồng gia tha mạng, từng đạo chuỗi nhân quả không cách nào đâm xuyên nó, rứt khoát từ mũi chuông bên trong xuyên qua, đem chuông lớn treo lên một bên khác chu tiên tàn kiếm trên dưới tung bay tránh né chuỗi nhân quả tập kích thậm chí chặt đứt từng đạo nhân quả nhưng mà vẫn là bị chuỗi nhân quả xuyên qua cũng bị treo ở không trung không thể động đậy một lát ngắn ngủi này bọn hắn liền toàn quân bị diệt nghĩ đến hồng đạo quân cảm thấy hứa ứng nguy hiểm nhất hứa ứng trên người xuyên qua chuỗi nhân quả số lượng nhiều nhất cơ hồ xuyên ra một cái hình người tuyến lưu cũng may những chuỗi nhân quả này hữu hình vô chất không có đối với hắn tạo thành bao lớn tổn hại nhân quả đại đạo hoàn toàn chính xác lợi hại lại có thể khống chế hành động của chúng ta. Hứa ưng ánh mắt chấp động, xê dịch con mắt, nhìn về phía trên bầu trời rơi xuống đạo đạo hỗn độn chi khí. Huyền hoàng đại đạo chủ ở trong hỗn độn hải mở mảnh này hỗn độn không gian, hẳn là thời gian quá xa xưa, dẫn đến nơi này bị hỗn độn hải ăn mòn, trở nên chẳng phải ổn định. Có thể lợi dụng hỗn độn áp chế mặt khác hết thảy đại đạo biện pháp, để càng nhiều hỗn độn chi khí rót vào giới này, hình thành một cái chư thiên vô đạo không gian, hạn chế hắn nhân quả đại đạo phát huy. Thì trận chiến này, còn có phần thắng. Hứa ứng nghĩ tới đây, ý đồ xê dịch thân thể, nhưng mà không thể động đậy, căn bản không có cơ hội đánh vỡ thiên khung. Cũng có thể đem ta võ đạo động nguyên bên trong hỗn độn chi khí thả ra, liên ra góp nhặt nhiều như vậy hỗn độn chi khí, có thể lợi dụng những này hỗn độn chi khí hình thành chư thiên vô đạo. Hứa ứng ý đồ điều động thần thức, cùng hỗn độn liên liên lạc, nhưng phát hiện thần thức cũng vô pháp vận dụng. Trong lòng của hắn trầm xuống, nhân quả đại đạo quá bá đạo hắn tìm không ra có thể phá giải biện pháp trên đời này có người nói thái nhất là mạnh nhất đại đạo có người nói ngũ thái mới là mạnh nhất đại đạo còn có người nói hồng mông mới là mạnh nhất cũng có người nói hỗn độn mới là nhưng là thứ nhất cường đại đại đạo nhưng thật ra là nhân quả không đạo quân đứng trên không trung áp chế trên người đạo thương thanh âm vang dội nói kiếp số chính là nhân quả có thể phá hủy một cái vũ trụ hủy diệt nơi đó người mạnh nhất đại đạo triều tịch cũng là nhân quả phàm là tại triều tịch bên trong vô luận người trốn hướng nơi nào đều sẽ bị đuổi kịp có người nói hỗn độn có thể khắc chế nhân quả thật sự là một cái lời lẽ sai trái hắn lắc đầu hướng hứa ứng bọn người nói bọn hắn nói trong hỗn độn nhân quả không còn có thể thấy được hỗn độn khắc chế nhân quả nhưng một người không có khả năng ngâm ở trong hỗn độn chỉ cần hắn rời đi hỗn độn vô luận hắn tại hỗn độn hải nơi nào cái nào vũ trụ thậm chí trên một con thuyền nào nhân quả đều sẽ lại lần nữa tìm tới hắn, để hắn hoàn lại nhân quả. Hồng đạo quân nhẹ nhàng nâng tay, từng kiện trí bảo trên không trung chậm rãi di động, tự nhiên mà vậy tản mát ra trí mạng rung động. Nhân quả mới là trong tất cả đại đạo, mạnh nhất một cái kia, nắm giữ nhân quả, liền nắm giữ hết thảy. Hắn vừa dứt lời, liền gặp cái kia mấy trăm kiện bất hủ trí bảo, bao quát hứa ứng thu lấy thái nhất vạn đạo đỉnh, toàn bộ uy lực bộc phát, hướng lẫn nhau đánh tới. Hứa ứng, chắc đạo thuần bọn người tê cả ra đầu, chỉ gặp những đại đạo chí bảo kia lần lượt hủy diệt tại đối phương uy năng phía dưới, trong khoảnh khắc liền chỉ còn lại có hơn 10 kiện đại đạo chí bảo. Những mảnh vỡ pháp bảo này phiêu phiêu xái xái, rơi vào giữa thiên địa, trong pháp bảo tích chứa các loại tiên thiên đại đạo cũng từ rơi xuống. Lưu giữ lại, chỉ có chuông lớn, tàn kiếm, thái nhất vạn đạo đỉnh các loại số ít pháp bảo mà thôi. Bất quá những pháp bảo này cũng rách tung tóe, uy lực không còn lúc trước. Năm người thấy thế, mất hết can đảm, đột nhiên bọn hắn chỉ cảm thấy nhục thân của mình không bị khống chế hành động, từng cái đang nổi lên thần thông, chuẩn bị hướng lẫn nhau xuất thủ. Bọn hắn tựa như là con rối giật dây, không có tự chủ năng lực, chỉ có thể thụ nhân quả điều khiển. Lần này bại, hồng đạo quân hay là cờ thắng một nước. Trong lòng bọn họ yên lặng nói, nhưng vào lúc này, hứa ứng đột nhiên nhìn thấy tản mát tại mảnh này hỗn độn không gian đại đạo hào quang đang lưu động, hướng cùng một cái phương hướng chạy tới. Hứa ứng nao nao, lập tức nội tâm khó nén cuồng hỉ chỉ gặp những cái kia đại đạo hào quang hội tụ thành dòng hào quang từ đuôi đến đầu lưu động hình thành huyền hoàng đại đạo chủ dáng người là đại đạo chủ hắn có thể mượn dùng những cái kia khôi phục đạo địa bên trong thiên địa đại đạo đến khôi phục nhục thân đồng dạng cũng có thể mượn những này chất chứa khác biệt đại đạo pháp bảo lực lượng đến khôi phục nhục thân hắn lập tức sáng tỏ mảnh này hỗn độn không gian bên trong chỉ sợ có dấu đại đạo chủ một sợi bất diệt ý thức đám ý thức này không có cường đại đến có thể từ trong bất hủ trí bảo siêu tập đại đạo trình độ nhưng những pháp bảo này vỡ vụn, hắn liền có thể tụ tập đại đạo, khôi phục nhục thân. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đã ngưng tụ thần thông, hướng bốn người khác công tới. Cùng một thời gian, đại đạo hào quang ngưng tụ hình thành huyền hoàng đại đạo chủ phi thân mà đến, như phi tiên, hướng hồng đạo quân đánh tới. Đây là cái gì? Hồng đạo quân quá sợ hãi, không lo được điều khiển hứa ứng đám người chuỗi nhân quả, lập tức thôi động nhân quả phường xa, nghìn vạn đạo chuỗi nhân quả đón huyền hoàng đạo chủ mà đi. Hiu hiu hiu! tiếng xé gió truyền đến, những nhân quả kia tuyến vậy mà xuyên qua huyền hoàng đạo chủ thân thể. Hồng đạo quân nhẹ nhàng thở ra, một thanh kéo lại cái kia ngàn vạn chuỗi nhân quả, cười nói, huyền hoàng đạo chủ, ngươi chỉ là mượn những pháp bảo này bên trong đại đạo khôi phục mà thôi, không phải là đối thủ của ta. Ta có thể điều khiển nhất cử nhất động của ngươi. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên ngơ ngẩn, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình kéo lại ngàn vạn chuỗi nhân quả vậy mà chẳng biết lúc nào từ trong thân thể của mình xuyên qua. Không đúng, ta điều khiển nhân quả, sẽ không trói buộc chính mình. Chấm, hắn vừa nghĩ đến nơi này, liền gặp huyền hoàng đạo chủ đón chính mình đi tới. Ngươi thiếu thiên cảnh nhân quả, hôm nay nên trả. Đây là thiên địa đại đạo nhân quả, dù là ngươi là tu luyện nhân quả đại đạo bất hủ, cũng khó thoát một kiếp. Huyền hoàng đạo chủ phất tay chém xuống, một kích này rõ ràng rất chậm, nhưng hồng đạo quân lại cảm giác được mình bị nhân quả khóa chặt, không cách nào đào thoát một kích này. Hắn nghe được trong cơ thể mình nhân quả đại đạo thanh âm vỡ vụn, nghe được máu trên không trung huy sái thanh âm, suy suy rung động. Sau đầu của hắn trong hắc ám, từng tòa nhân quả động nguyên nhau nhau phá diệt, truy tung đến đại thiên vũ trụ. Đại thiên vũ trụ bên trong, phàm là tu luyện hồng đạo quân mạch này nhân quả đại đạo tu sĩ, vô luận tu vi như thế nào, đều tại đây khắc nhục thân nguyên thần hóa thành bột mịn. Tu luyện nhân quả đại đạo hồng đạo quân, cùng truyền thừa của hắn, bị từ nhân quả bên trên xóa đi.